chương 691, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 04. Tục ngữ nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Mấy cái hắc ban đại lão nhìn thấy la đem mấy cái kia sát tinh lực chú ý dẫn đi, sợ hãi sau khi, vọng tưởng thừa này chạy trốn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chầm chầm thang máy cùng đầu bậc thang, mắt lộ vẻ dãy dụa. Tốt xấu là có thể làm lão đại người, nghĩ thầm nếu như dù sao đều là chết, như thế nào đi nữa đều phải nhảy nhót một chút. Trong mắt dãy dụa dần dần biến mất, chuyển thành ngoan ý. Không có đối mặt, cũng không có giao lưu trọn vẹn bốn người, trước sau không kém một giây, toàn bộ hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn thang lầu, là bởi vì không cần chờ đợi thang máy mở cửa thời gian, có thể trực tiếp chạy xuống đi. Phê tan cùng phim chú ý tới hắc bang thành viên cử động, nhưng không có đi để ý rẻ, cũng hẳn là nói, hai người bọn họ không có dư lực đi quản hắc bang các thành viên. Là ngay ở chỗ này, cho bọn hắn sung túc áp lực. Khi bốn cái hắc bang lão đại thành công chạy vào đầu bậc thang, phản phất giống như sắp ngạt thở người hô hấp đến dưỡng khí, trên mặt lộ ra sinh cơ bừng bừng hồng nhuận chi sắc, tại trong hành lang điên cuồng chạy trước, thậm chí thang máy đều không ngồi. Nhìn sảnh, nhìn thấy bốn cái đồng hành thành công chạy mất, những người còn lại lập tức ngo ngoe muốn động, lại cẩn thận cẩn thận quan sát đến trong tràng sát tinh. Bất kể như thế nào, chỉ có xông ra đi mới có sống sót cơ hội. Còn lại người, đột nhiên liều lĩnh bắt đầu chuyển động, nhao nhao hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Danjolen nâng lên rung chân neon, hộ tống Nostrad, theo sát tại trong đội ngũ ở giữa mà Melody thì bảo hộ ở phía sau bọn họ. Đang chạy tiến đầu bậc thang trước, Melody cố ý nhìn thoáng qua la, phát hiện đối phương trong mắt căn bản không có bọn hắn. Từ đột nhiên xuất hiện, đến đã thương Phantom trước người, từ đầu đến cuối, liền liếc mắt cũng không có xem bọn hắn này một đám bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trong trầm mặt cừu non. Người của xã hội đen chạy hết về sau, nhìn trong sảnh chỉ còn lại la, phê tan, phim ba người, cùng một chỗ thi thể cùng bị phê mơ lột bỏ đến da mặt. Phê tan cánh tay phải gãy xương, xương sườn đoạn mất một cây, Phin thì là tay trái lòng bàn tay bị xuyên một cái hố. Trong hai người, Phê Tan thương thế khá nặng, nhưng ở dĩ vãng chiến đấu trong lịch sử, thương thế này không tính là cái gì. Làm hắc bang thành viên đều chạy hết về sau, Phê Tan trên người màu đen niệm lực lại lần nữa cụ hiện hóa ra màu đỏ đinh dài phòng cháy áo, chặt chẽ bao trùm Phê Tan thân thể, chỉ lộ ra một đôi mắt. Phin thấy thế, không nói hai lời, một chân đá nát bên cạnh thừa trọng trụ. Rất nhiều đá vụn bọc lấy niệm lực, hướng về la bay đi. Cùng lúc đó, Phin một chân chấn vỡ sàn nhà, rơi xuống tầng tiếp theo. La nhãn sừng dư quan nhìn thấy phiên cử động, sau đó từ hắc miêu không gian bên trong lấy ra chân chủ, phía bên phải vung lên. Niệm lực dâng lên ở giữa, khi bay tới đá vụn giống như là bị một con vô hình cự trưởng đập tới bên phải, toàn bộ biến thành một phấn hình. Ngay sau đó, liền nghe được phê tan thanh âm. Tạp tu, cùng ụt xấu hổ, thẻ mát thiêu. Khi là âm tiết quá dị, nghe vào hết sức không được tự nhiên ngôn ngữ, đại thể ý tứ là, lần này, tuyệt đối phải thiêu chết ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền có một viên thu nhỏ hình đỏ thẩm giao nhau mặt trời nhỏ tại bộ ngực của hắn trước ngưng tụ ra. Tội không thể xá người. Là thấy thế, lập tức bước về phía trước một bước, nghĩ tại phây tan triệt để phóng xuất ra đại chiêu trước, gọc sạch viên kia áp súc lấy siêu cường nhiệt lượng mặt trời nhỏ. Nhưng mà, vượt quá la dự kiến, phây tan cũng không có đem mặt trời nhỏ ném đến không trung, cũng không cần cùng loại vịnh sướng dừng lại, mà là trực tiếp trước người phóng thích ra. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao mang theo lá mắt hồng quang cuốn tới là căn cứ nhu cầu làm ra ra cải thiện sao? La suy nghĩ khẽ nhúc nhích, dừng bước lại, tỉnh táo nhìn xem cực nóng hồng quang mang theo nhiệt độ cao đập vào mặt. Một nháy mắt công phu, nhiệt độ cao hồng quang lấp đầy cả tầng lầu, trải trên mặt đất thảm cùng thi thể, tại một dây bên trong giấy lên hỏa diễm, sau đó hóa thành than cốc. Oanh! Kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí gây nên cục bộ bạo tạc, một cổ hỏa diễm theo nhìn sảnh bốn phía bay tán loạn mà ra. Từng cây thừa trọng trụ bị đốt tan ra, lộ ra bên trong tráng kiện cốt thép, không đến một lát, liền cốt thép cũng dần dần hóa thành chất lỏng. Một đầu khe nước to lớn, trên trần nhà uống lượng bò, rất nhanh, liền chia ra một khối lớn phiến đá nện ở trên sàn nhà, làm cả tầng lầu chấn động một cái. Cực nóng nhiệt độ tràn ngập cả tầng lầu, thân ở mặt trời trung tâm, phê tan kia lộ ra ngoài trong cặp mắt lại tràn ngập âm lãnh chi sắc. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn đến la tại cực nóng nướng bên trong lăn lộn kêu thảm, sau đó hóa thành đụng một cái thành cho than cốc. Nhưng là, trong tưởng tượng tình cảnh cũng không có phát sinh, cái kia có thể đem tất cả sinh vật đều nướng thành than cốc giữa hồng quang, chỉ thấy la Mạch không biểu tình đứng ở nơi đó, một chút sự tình cũng không có. Phản phất, kia khiến người vô pháp bức thị hồng quang cũng không phải là luyện ngục bên trong đốt lửa, mà là làng chơi bên trong ôn nhu hương. Làm sao có thể? Phê tan khó có thể tin. Vì cái gì? La hội một chút việc đều không có. Tầng dưới chót. Phiên không đi thang lầu cũng không đi thang máy, trực tiếp lấy thủ đoạn bạo lực mở đường, chấn vỡ từng tầng từng tầng lâu sàn nhà, rời xa từ trên lầu không ngừng ăn mòn mà đến khủng bố nhiệt độ cao. Tên kia chết chắc. Tin trên mặt một mảnh lạnh lùng. Phê tan chiêu kia quá mức khủng bố, bất kỳ cái gì sinh vật tại loại này nhiệt độ cao trước mặt đều chịu chẳng qua 10 giây, tương đối nhất cả trứng địa phương, chính là không phân địch ta. Nếu không phải đầy đủ hiểu rõ phê tan, vừa rồi đoán chừng liền đem mệnh khoát lên phía trên. Nghĩ tới đây, phim trên trán bắn ra mấy đầu gân xanh. Đó cũng không phải là ăn ý phối hợp, thậm chí không có sớm thông báo, mà là phê tan phóng thích đại chiêu căn bản không có đem hắn an nguy suy xét đi vào. Cùng lúc đó, chạy đi hơn 30 hắc bang thành viên đã đến trong đại lâu tầng, chợt nghe được từ trên lầu truyền đến nổ vang âm thanh, càng thêm sợ hãi, cả tòa lâu chấn động mấy lần, để bọn hắn nhịp tim lại lần nữa tăng tốc. Trước hết nhất chạy mất bốn tên hắc bang đại lão đi vào lầu một đại sảnh, mục tiêu minh sát hướng phía cửa chính phương hướng mà đi, con đường nào là gần đây. Nhưng mà, bọn hắn mới chạy ra mấy bước đường liền ngừng lại, bởi vì lầu một trong đại sảnh trừ thi thể khắp nơi cùng máu tươi, còn trống rỗng toát ra ba nữ nhân cùng một cái bé con. Ba người nữ nhân này, chính là Sarin các nàng. Nhìn thấy Sarin các nàng, bốn cái hắc ban đại lão sắc mặt lập tức một trận tái nhật. Mặc dù Sarin một nhóm ba người nhìn qua không có chút nào lực vi hiếp bờ, nhưng khó tránh khỏi sẽ là phen tôn trước đồng bọn, như vậy đối phương khả năng lại là quái vật cấp bậc tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, súng ống tại tiến đến trước đó liền bị thu hồi đến. Trong lúc nhất thời, khi bốn cái hắc bang đại lão khóe mắt liếc qua không tự chủ được liếc nhìn bên cạnh thi thể súng ống. Sarin lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, lệnh kia bốn cái hắc bang đại lão cứng tại tại chỗ. Chúng ta đi lên xem một chút. Thu hồi ánh mắt, Sarin vượt qua đầy đất thi thể, hướng về hành lang đi đến. Từng. Eli lên tiếng, mang theo cùng Sidaji cùng tiểu kim đi theo. Đợi đến Sarin một đoàn người đi qua lúc, kia bốn cái hắc bang đại lão rốt cuộc chịu đựng không được, bỗng nhiên hướng cửa chính bỏ chạy. Sarin cũng không để ý tới kia bốn cái hắc bang đại lão hành vi. Một lát sau, chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Khó khăn lắm đi vào hành lang cửa vào Sarin, một đoàn người đột nhiên dừng lại, quay người hướng phía đại môn phương hướng nhìn lại. Các nàng đều là niệm năng lực giả, cảm thụ được cái hướng kia truyền đến một cổ khó mà ức chế vẫn nộ khí trận. Chỉ chốc lát về sau, một cái gầy gò nam nhân xuất hiện tại Sarin đám người trước mắt, lại là Famer. Giờ phút này, Famer vết thương chằng chịt, cái trán một mảnh sưng, con mắt, lỗ mũi, miệng, trên lỗ tai đều có khô cạn vết máu. Nhìn thấy Sarin mấy người lúc, Famer sửng sốt một chút, ngay sau đó trên người khí tràn tuôn ra lên. Hắn thích gương mặt dài thật tốt nhìn nữ nhân. Phẫn nộ thời điểm, cần nhất lột mấy nữ nhân gia. Chương 692, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 05. Famer mơ rất phẫn nộ. Khi phẫn nộ nguồn gốc từ la, nhưng hắn không ngại ra tay trước tiết đến những người khác trên thân. Ngay tại vào cửa lúc đó, hắn đụng phải bốn người, sau đó bốn người kia bị hắn xé thành mấy khối. Lên cơn giận dữ lúc, đâu còn có tâm tư lại đi lột da, đặc biệt vẫn là nam nhân. Chỉ có điều, trước mặt ba cái kia nữ nhân hắn không ngại khắc chế lửa giận sau đó lục đi kia bóng loáng làn da Lori ngự nữ cao lãnh nữ đã thành niên Elly bởi vì đồng nhan chiếm đi quá nhiều điểm số bị Famer vô tình phân loại đến la lị ánh mắt của hắn chậm rãi từ Elly Sarin Sidaji trên thân lướt qua đổ mắt tam giác bên trong bột phát ra hào quang chói mắt đóng Famer không chút nào che giấu ác lan ánh mắt Elly không khỏi rùng mình một cái lộ ra chán ghét thần sắc Sarin tỉnh táo phóng thích niệm lực lấy kiên đem khí che ở trên thân, Sidaji thì lãnh đạm nhìn xem Famer. Ba người phản ứng khác nhau, nhưng Famer càng thích Eli kia chán ghét thần sắc, chỉ có như thế, một hồi thi ngược lúc mới càng có khoái cảm. Tốt, tốt, tốt. Famer liên tiếp tự nói ba tiếng, kia bị la đánh ra đến lửa giận, cuối cùng là hơi lắng lại một điểm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn bỗng nhiên động. Vẫn là hệ phóng xạ thuấn di đặc điểm, đó cũng là hắn niệm năng lực, tên là vô ảnh. Rõ ràng là hệ phóng xạ, lại lựa chọn cận chiến con đường, nghĩ đến càng có khuynh hướng tự thân hứng thú cùng yêu thích. Famer mơ thân hình từ biến mất tại chỗ, liền cái bóng cũng sẽ không xuất hiện, hướng phía elly mà đi. trước từ la lị xuống tay, lại đến là cao lãnh nữ, về sau là ngự nữ. từ nhìn thấy ba người nữ nhân này lúc Famer mơ liền đã định ra trình tự. Famer mơ tốc độ cực nhanh, lập tức liền đến đến elly trước người, mà elly căn bản bắt giữ không đến hắn động tĩnh, càng là không kịp phản ứng. nhưng là nàng căn bản không cần phản ứng bởi vì có người sẽ thay nàng phản ứng, đó chính là nhân khôi lỗi tiểu kim. Quanh năm suốt tháng bị niệm lực tẩm bổ, cho nên đối với niệm có loại động vật bản năng nhạy cảm cảm giác, cho nên, tại Famer mơ có hành động lúc, tiểu kim liền đến đến eo ly trước người. Hứ! Mắt thấy con rối vướng bận, Famer mơ hừ lạnh một tiếng, trảo thế không ngừng, muốn trực tiếp một trảo xé rách rơi con rối. Tiểu kim lại là nhanh chóng nâng lên hai tay, chính diện ngăn lại phây mơ trảo kích, lại là phòng ngự được. Một kích không thành, Famer mơ cũng là quả quyết, tại chỗ trở về, không cho chuẩn bị viện trợ Sarin bất cứ cơ hội nào. Hắn lui về tại chỗ, nhíu mày. Dường như khó đối phó. Hắn nghĩ như vậy, lại là càng thêm hưng phấn. Dạng này mới có ý tứ, nếu là tùy tiện liền có thể hoàn thành nghệ thuật, căn bản không có chút giá trị. Hô! Cây mơ thở ra một hơi, lại lần nữa động. Mục tiêu lại là chuyển di, rơi xuống Sarin trên thân. Hắn lại một lần nữa thuấn di, nhưng đến nửa đường ở giữa, thân thể đột nhiên hiển lộ ra. Lực cản không đúng, là gió. Phây mơ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía một mặt bình tĩnh Sarin, chỉ thấy đối phương niệm lực từ thân thể kéo dài mà ra, cấu thành một mặt vị trí chỗ tại chỗ lại lưu động không chỉ phong tường. Chính là cái này đạo phong tường, dù chưa đối với hắn tạo thành tổn thương, lại làm cho hắn cưỡng chế tính ngừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén tiếng đàn truyền đến. Phây mơ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, trong khoảnh khắc đó, cánh tay mát lạnh, lại là vô hình ở giữa, toàn bộ cánh tay bị chém đứt trực tiếp đột phá kiên phòng ngự, đưa cánh tay chặt đứt. Phây mơ ám đạo không tốt, nhịn đau sở, tránh thoát phong tường giam cầm, lui về phía sau, nghiêng vung xuống một đường máu tươi. Sidaji lấy ngồi ngay ngắn chi tư tay kéo màu đen ngân dây cung thủ cầm, không có chút nào cảm xúc gợn sóng con ngươi tiếp cận phây mơ. Trắng đen xen kẻ khí tràn tại nàng xung quanh đẩy ra, trống rỗng dâng lên gió thổi bay nàng tóc đen. Nữ nhân này, phây mơ che lấy không ngừng chảy máu tay cục, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kinh nghi bất định nhìn xem Sidaji. Bất luận là cái nào con rối vẫn là Sarin, Famer đều không cảm thấy có chút uy hiếp, duy chỉ có cái này cao lãnh nữ, giờ này khắc này, hắn cảm nhận được một cổ áp lực. Mình tự như là một con dính tại mạng nhện bên trên côn trùng. Cạch cạch. Hành lang nơi đó truyền đến tấp nập tiếng bước chân, lại là còn lại Hắc Bang thành viên chạy xuống dưới, bao quát nốt rác một nhóm bốn người. Bọn hắn ra đầu hành lang, sau đó nhìn thấy Famer, mỗi người sắc mặt đều là biến đổi, ngay sau đó, bọn hắn chú ý tới Famer cánh tay phải không có, bỗng cảm giác kinh dị. Sarin cùng Ellie nhìn về phía chạy xuống hát bang thành viên, nghĩ thầm la bây giờ ở nơi nào, lại tại làm cái gì. Hát bang thành viên đến, theo một ý nghĩa nào đó, hòa hoãn trong tràng thế cục. Melody cùng Danjolen không tự chủ được nhìn về phía sidaji nữ nhân này để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Thụ cầm. Melody ánh mắt dời xuống, rơi vào cái kia màu đen ngân dây cung thụ cầm bên trên. Trong tràng, Famer không còn dám tùy tiện tiến công, Ellie cùng Sarin thì là bày biện ra thủ thế nhưng là, Sidaji cũng không hiểu cái gì gọi là khách khí. Tại Famer công hướng Eli thời điểm, Sidaji liền quyết định giết chết Famer, ngọc thủ xoa lên dây đàn, lại là sát ý 10 phần một nhóm. Trong chốc lát, trong tràng vang lên trầm bồng du dương tiếng đàn, trắng đen xen kẻ niệm lực bám vào tại tiếng đàn phía trên, hóa thành lưỡi kiếm đau thương, che ngập bầu trời hướng về Famer mà đi. Nghe được kia tiếng đàn, Melody thấp giọng gào thét một tiếng, dùng hai tay che lại lỗ tai, đôi mắt bên trong hiện ra khắc sâu tận xương sợ hãi, trong trí nhớ không nguyện ý nhất đụng vào một màn, bị tiếng đàn này câu ra tới. Hắc ám bản Sonata. à. Phê mơ nhìn xem những cái kia từ âm thanh hóa hình mà đến niệm lực, sắc mặt đại biến, bị ép lui về phía sau. Sidaji hai tay cũng động, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, gãy ra cuồng cuộn không dứt tiếng đàn. Hóa hình lưỡi kiếm đau thương, lại là tại không trung chạm đuôi chạm vào nhau, bởi vậy tăng lên tốc độ. Phê mơ thấy trốn không thoát, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, đem thân thể của mình lên, điều động tất cả hiển đang giận lượng hội tụ trước người, ý đồ ngạnh kháng hạ tổn thương. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, suy nghĩ tựa như cắt điện, lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Sidaji tiếng đàn vô tình đem Famer thân thể cắt chém thành trên trăm khối, nhận đoạn mất sáu con chân. Xử lý Famer về sau, Sidaji chậm rãi đứng dậy, thu liễm trên người trắng đen xen kẻ khí tràng cũng thu lại từ niệm cụ hiện hóa ra đến thụ cầm. Làm tốt lắm. Thấy Sidaji giết chết cái kia chán ghét nam nhân, Elly lập tức vỗ tay bảo hay. Sidaji nhưng không có phản ứng gì, phản phất vừa rồi chỉ là bóp chết một con côn trùng. Sarin yên lặng nhìn xem Sidaji, nghĩ thầm đủ mạnh đủ hung ác. Trái lại kia một đám hắc bang thành viên, lại là ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Tầng cao nhất đầu tiên là xuất hiện một cái thực lực kinh người tay cục nam nhân, tầng dưới cùng lại xuất hiện một cái thực lực kinh người mỹ mạo nữ nhân. Bắt lộ. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ, mảng lớn bãi cỏ bị oanh ra một cái hố to. Zano từ bạo tạc khí lãng bên trong thoát thân, nhìn xem bị Bonolen phá hư sân bãi, hơi nhíu mày. Dung hợp hệ phóng xạ cùng hệ biến hóa chiêu thức, đổ cùng mình rất giống. zano ở trong lòng nhẹ nhõm nghĩ đến, lập tức nhìn về phía trước có chút thở hổn hển Bonolen. Khóe mắt liếc qua bên trong, thì là ngay tại kịch liệt trong giao chiến Crollo cùng Shiva. Nam nhân kia không đơn giản, Shiva không không thèm đếm xỉa, đoán chừng bắt không được đến, như vậy. Chuyển cơ là ta phải hoa bao lâu thời gian khả năng giải quyết người này. Geno suy nghĩ. Chương 693, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 06 quy đôn tộc nam nhân sẽ tại ba tuổi lễ các quy đầu lúc bị châm côn đâm lược toàn thân theo tuổi tác tăng lớn trên thân thể xuyên qua động liền sẽ càng nhiều càng lớn bọn hắn có thể thông qua những cái kia động lớn nhỏ hình dạng cùng động tác mạnh yếu đến phát ra các loại thanh âm mỗi một cái nam nhân trưởng thành trên người động ít nhất cũng có 30 trở lên có mở tại trên phần bụng lớn nhỏ cỡ nắm tay động cũng có trên đầu ngón tay như hạt đậu nành động tại cùng địch nhân giao chiến lúc quy đôn tộc chiến sĩ sẽ dùng thân thể của mình diễn tấu chiến sĩ chi ca cho nên lại được xưng chi vì múa đấu sĩ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, tấu lên âm sắc càng mỹ lệ hơn, dáng lâm tinh linh đẳng cấp liền sẽ càng cao. Khi là tín ngưỡng của bọn họ chỗ, đem giai điệu hóa thành sức chiến đấu, hình thành cả công lẫn thủ ưu thế. Làm địch nhân, quy đông tộc còn có một cái cực kỳ khó chơi đặc điểm, đó chính là trong lúc chiến đấu, tấu lên thanh âm không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến thị cảm cùng nghe cảm giác, khi từ trong động phóng thích ra niệm lực, càng là sẽ hình thành một tầng cứng rắn phòng ngự. Bonolen là cái rất tự ngạo người, nhưng hắn biết rõ trước mắt lão đầu này rất khó đối phó, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền dốc hết toàn lực. Hắn đem múa tốc độ tăng lên tới tối cao, tùy ý thả ra niệm lực tại thân thể quanh mình vần quanh xoay tròn, có thể đang tiến hành công kích thời điểm bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là, cách làm này dễ dàng quá độ tiêu hao thể lực cùng niệm lực, cũng không thể duy trì quá lâu. Lão nhân này quá lợi hại, chiêu thức của ta đều bị xem thấu. Bonolen nhìn xem lần nữa tránh đi sát chiêu Geno, tứ chi múa ra một trận tàn ảnh mơ hồ ở giữa lộ ra một cổ vé vu mười phần giai điệu. Hắn không thể ngừng, một khi dừng lại, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khi tại quy đôn tộc nhân xem ra rất duyên dáng âm sắc, rơi vào người khác trong tai, thì là tra tấn. Zeno không chút nào không bị ảnh hưởng, tỉnh táo nhìn xem bị một đoàn khí bảo vệ Bonolen, nghĩ ngợi muốn hay không thay đổi một chút sách lược. Có chuyện là rất rõ lãng, đó chính là không cần tiến công, sau đó chờ đợi Bonolen lộ ra sơ hở, lại một đích mất mạng. Phương pháp này là tuyệt đối ổn thỏa, cũng là nguy hiểm thấp nhất. Hiện tại, Bonolen đã bắt đầu thở hỗn hển, không bao lâu thời gian, lộ ra sơ hở là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều, suy xét đến Shiva nơi đó tình huống, liền phải cân nhắc một chút muốn hay không lại tiếp tục chờ. Kết luận là Không đợi Zano ngồi sổng suốt mã bước, duỗi ra hai tay, năm ngón tay thành trảo, lúc lên lúc xuống. Trầm ổn như đá khí, tại trên hai tay hội tụ, trong chớp mắt hình thành long đầu. Long đầu hí họa. Uống. Zeno uy quát một tiếng, niệm lực biến thành song long một trái một phải cắn. monolen thấy thế, điên cuồng chuyển lên một vòng, niệm lực cùng thanh âm hòa làm một thể, hóa thành năng lượng hóa vòi rồng. Long đầu cắn lấy kịch liệt xoay tròn vòi rồng phía trên, lập tức bị xoắn nát rơi. Thấy cảnh này, Zeno không chút nào không ngoài ý muốn, hai tay khẽ động, lần nữa ngưng tụ ra niệm lực long đầu, đồng thời hướng về Bonolend biến hóa ra niệm lực vòi rồng mà đi. Long đầu lại một lần nữa cắn lấy vòi rồng bên trên, không có chút nào ngoài ý muốn bước lên theo gót nhưng là để vòi rồng vận tốc quay chậm một khắc. Khi biến hóa rất nhỏ, bị Geno nhìn ở trong mắt. Tám lần. Cây độc kinh nghiệm để hắn đánh giá ra một cái tinh chuẩn số lượng. Uống. Long đầu lại xuất hiện, tiếp tục xung kích vòi rồng. Liên tiếp tấn công mạnh, để Bonolen thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chỉ có thể một mực duy trì thân thể chuyển động, dùng để chống cự Geno công kích, đồng thời di chuyển nhanh chóng, công hướng Geno. Chỉ cần có thể đánh trúng Geno một lần, liền có thể cầm tới ưu thế cứ việc tiến công lúc phải thừa nhận bị phản kích đến nguy hiểm, nhưng Geno xem thấu Bonolen lần lượt động tĩnh, một bên né tránh, một bên tiếp tục sử dụng long đầu hí họa công kích. Bonolen ở vào chỗ cao xoay tròn trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng đem ánh mắt dừng lại tại Geno trên thân, không thể lại phát giác được nhiều thứ hơn. Cho nên, hắn cũng không biết Geno liên tục nhiều lần công kích, toàn bộ đập nền tại một cái điểm lên. Nếu là biết, hắn sẽ đề cao cảnh giác. Lần thứ bảy, long đầu hí họa lại một lần nữa không công mà lui, nhưng đã mở ra một cái nhỏ bé lỗ hổng. Lần thứ 8 Geno chợt trực tiếp phóng tới Bonolen niệm lực vòi rồng, đồng thời gọi ra long đầu, đánh vào vòi rồng phía trên, khiến cho đình trệ 0.3 giây. Ngay tại lúc này, Geno đôi mắt trợn lên, hai tay hội tụ niệm lực, trực tiếp xen vào vòi rồng tử huyệt phía trên. Sau đó, kia vòi rồng tự như là bị rút mất nhược điểm thùng gỗ, trong khoảnh khắc tán loạn, mà Zeno hai tay trùng điệp đập nện tại Bonolen trên lồng ngực. Bonolen trực tiếp miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, lúc rơi xuống đất lăn lộn ra rất xa kia lồng ngực lõm xuống dưới hiển nhiên bị thương không nhẹ đánh bay bonolen Zano trên hai tay ống tay áo đã toái quang bị thương nhẹ cường công khó tránh khỏi phải bỏ ra một chút đền bù Zano nhẹ nhàng vung một chút hai tay dưới chân tật đạp hướng về rơi xuống đất bonolen mà đi hắn biết rõ vừa rồi kia một chút trọng kích còn chưa đủ lấy muốn bonolen mệnh phanh phanh tiếng súng vang lên sáu quả đạn hình niệm đạn từ bên cạnh thân phóng tới Zeno một chút dậm chân, tránh đi niệm đạn. Đúng, còn có một cái. Zeno nhìn về phía Pakundo. Pakundo gắt gao nhìn chầm chầm Zeno, nàng phụ trách tùy thời viện trợ, nhưng Zeno công hướng Bonolen tốc độ quá nhanh quá mạnh, nàng căn bản không kịp chi viện, chỉ có thể tại Bonolen bị đã thương về sau, đánh gãy Zeno thừa thắng truy kích. Bên kia, ngăn chặn Shiva Crolo cũng chú ý tới phía bên kia tình hình chiến đấu, quả nhiên, Bonolen vẫn là ứng phó không được loại kia nhân vật hung ác. Shiva nắm chặt Crolo phân thần, cận thân công bên trên, lại bị crolo kịp thời tránh thoát, đồng thời kéo dài khoảng cách. Nhìn xem chủ động kéo dài khoảng cách Crolo, Shiva mặt không biểu tình. Nhiều năm không thấy, Crolo niệm năng lực trở nên càng thêm khó giải quyết, đây cũng là hắn nhất thời không quan sát, sau đó bị áp chế nguyên nhân. Crolo một bên chú ý đến Shiva, một bên hướng về Pakundo cùng Bonolen vị trí dựa sát vào. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh mang theo tiếng xé gió, từ Centerty Building phương hướng bay tới. Đạo hắc ảnh kia bay qua trăm thước có hơn khoảng cách, như là thiên thạch, nện ở bọn hắn ở giữa, tại chỗ anh ra một cái hố to. Người Giano cùng Shiva nghe được tiếng xé gió lúc liền lập tức cảnh giác lên, nhưng sau đó thấy rõ ràng bóng đen bộ mặt thật, lại là một người. Krolo lực chú ý đặt ở Shiva trên thân, cũng không có thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia là cái gì, chỉ biết là từ Semperty Building bay tới. Yên trần tán đi, đôi bên lập tức đều nhìn thấy trong hố lớn người. Pakundo biến sắc, Krolo thì là nhíu mày, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng lãnh ý. Geno cùng Shiva cũng nhìn thấy nằm tại trong hố người, một cái khung xương tan hết, vết thương chằng chịt người chết. Khi từ Sentity Building bay tới người, lại là bị la đánh bay đến nơi này phê tan. Lúc này, phê tan nằm tại trong hố, khí tức hoàn toàn không có, đã chết đến mức không thể chết thêm. Song phương lực chú ý đều đặt ở phê tan trên thi thể, trong lúc nhất thời, có loại ngưng chiến giả tượng. Tích dọc Lúc này, Shiva đặt ở trong túi gia tộc chuyên dụng nội tuyến điện thoại di động kêu. Shiva cầm điện thoại di động lên kết nối nghe được Illumi thanh âm bình tĩnh. Nhận tử quan sao? Shiva nhìn thoáng qua Crolo trả lời, không có. Vậy là tốt rồi, là ta bên này tương đối nhanh, thập lão đầu đã bị ta xử lý. Một chỗ âm u trong phòng họp, Illumi đứng tại một tấm bàn hội nghị trước, nơi đó ngồi 10 cái ót bị cắm đầy châu đầu châm nam nhân. Illumi đem hoàn thành ủy thác tin tức thông báo Geno, lập tức nhìn về phía đứng tại cửa hai người, theo thứ tự là Mang Maha, cùng người xuyên Kimono Kaluto. Chương 694, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 07. Tại dông biết nhà bao nhiêu năm rồi ám sát trong lịch sử, là lần đầu tiên đồng thời tiếp vào ám sát người thuê cùng mục tiêu ủy thác, lại thù lao kim cực cao. Đây là tương đương hiếm thấy một sự kiện. Thập lão đầu mời bọn họ đi diệt đi Phantom tôm trúc, mà phen tôm trúc thủ lĩnh cũng mời bọn họ đi diệt đi thập lão đầu. Ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng, thành viên gia tộc không cho thông đồng, cũng sẽ không hai đầu ăn sạch, mà là lấy hiệu suất làm phán định điều kiện, cuối cùng chỉ lấy trong đó một phương ủy thác kim. Illumi đón lấy Chrollo ủy thác, bởi vì thù lao kim rất cao, một mình hắn ăn không vô, cũng không có năng lực đi hoàn thành cái này ủy thác, cho nên tìm đến Zombie Maha cùng Zombie Kaluto đến giúp đỡ. Cái trước là hắn tăng tổ phụ, chủ yếu thể hiện tại chiến lực viện trợ, cái sau là hắn ngũ đệ, từ nhỏ đã bị Kikyo xem như nữ hài tử nuôi, hắn niệm năng lực giấy suy tuyết chủ yếu thể hiện tại lục soát mục tiêu. Bên kia, là từ Shiva đón lấy thập lão đầu ủy thác, hắn nhiều năm trước từng tiếp nhận ủy thác xử lý lữ đoàn một thành viên, cho nên biết rõ lữ đoàn khó giải quyết, thế là mời ra geno cùng nhau chấp hành vĩ thác cứ như vậy jon biết nhà năm tên thành viên chia hai chi đội ngũ riêng phần mình tiến đến giết chết thập lão đầu cùng Phantom trước. liền lấy kết quả mà nói là illumi bên này càng nhanh dựa theo bên trong gia tộc hiệp nghị shiva cùng geno không thể lại đối phen trước ra tay bởi vì coi như bọn hắn tại về sau hoàn thành vĩ thác cũng lấy không được thù lao thế là geno cùng shiva không chút do dự thu liễm sát khí giải trừ trạng thái chiến đấu pacundo không rõ ràng cho lắm nhưng Crollo biết được nội tình, thần kinh căng thẳng lỏng xuống, sau đó nhìn về phía Center Building phương hướng, một mặt lạnh lùng. Tùy tiện đem ánh mắt chết đi đến chỗ hắn, tại cao thủ trước mặt là trí mạng cử động. Crollo biết rõ điểm này tối kỵ, nhưng vẫn là làm như vậy, thể hiện ra hắn tự tin. Zeno xem trọng Crollo liếc mắt, liền Shiva đều bị áp chế, đúng là rất khó đối phó mục tiêu. Shiva cùng Illumi còn tại trò chuyện. Crollo chợt thu hồi nhìn về phía Center Building ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Zeno cùng Shiva, Bình tĩnh hỏi, thập lão đầu bị giải quyết rồi. Shiva vừa vặn cúp điện thoại, gật đầu nói, đúng, Illumi để ngươi đem tiền đánh tới hắn trong tài khoản. Corolo không thể phủ nhận. Thật sự là một kiện không lấy lòng công việc a. À? Giano khẽ lắc đầu, nghĩ thầm tiền không có kiếm được, còn bồi lên một bộ y phục, sau đó hướng phía rời xa Cemetery Building một phương hướng khác đi đến. Cemetery Building nơi đó, hiển nhiên lại là một cái không dễ chọc chiến trường. Đã không có ủy thác kim nhưng cầm, cũng liền không có lý do lưu tại nơi này. Shiva đem tiểu xảo điện thoại thu lại, không chút do dự xoay người, đuổi theo Geno bước chân. prolo tỉnh táo đưa mắt nhìn Shiva cùng Geno rời đi, sau đó lấy điện thoại di động ra, đem ủy thác kim chuyển quá khứ. Nếu không phải Illumi tin tức phải kịp thời, chỉ sợ bọn họ sẽ bị ngăn ở nơi này, một bước không được tiến thêm. Bonolen trọng thương, miễn cưỡng còn có thể động. Pakundo đi vào hố to bên cạnh, nhìn xem phê tan kia thảm không nhận thấy thi thể, trên mặt mây đen trải rộng. prolo thì không tiếp tục đi chú ý phê tan thi thể, nhìn về phía Bonolen, hỏi, theo kịp. Bonolen bên miệng tất cả đều là máu tươi, nghe được Grolo, ngắn gọn trả lời, có thế. Grolo lẳng lặng nhìn lướt qua Bonolen kia lõm đi xuống lòng ngực, trầm mặt một lúc sau, khẽ gật đầu, nói ra, đi. Vừa dứt lời, hắn hướng về Center Building phương hướng chạy gấp mà đi. Bonolen chật vật đi theo, mà Pacundo cuối cùng yên lặng nhìn thoáng qua phê tan thi thể, theo sát mà lên. Center Building tầng cao nhất, nửa phải khu thừa trọng trụ cùng cốt thép bị nhiệt độ cao cắt kim loại, toàn bộ trần nhà nghiêng vào hơn phân nữa, nếu không phải nửa trái khu thừa trọng trụ vẫn còn, chỉ sợ toàn bộ sân thượng đều muốn áp xuống tới. Hiện trường khắp nơi đều là đại hỏa, cuồn cuộn khói đặc hướng phía bốn phía thoát ra, phù lên tới thiên không. La xuyên qua hỏa diễm khói đặc, đi vào nhìn sảnh biên giới, nhìn xem phây tan bay ra ngoài phương hướng. Khi đó, hắn mượn nhờ đốt tiên thảo công năng, miễn dịch rơi phây tan lửa giận mặt trời. Phây tan cánh tay gãy xương, tăng thêm tội không thể xá người không cách nào tổn thương đến la, có thể biểu hiện ra thực lực giảm đi nhiều. Về sau, La Định lấy nhiệt độ nóng rực, hai ba lần liền giải quyết hết không thể tin được hiện huống phây tan, một lần cuối cùng trọng chân, càng đem phây tan đá bay ra ngoài. Phây tan sau khi chết, viên kia phóng thích nhiệt lượng mặt trời đồng bộ dập tắt, chỉ lưu lại một trận đại hỏa. Hẳn là thu chút lực, hy vọng thi thể có thế tận lực hoàn hảo, nếu là hối đoái không được tiền thưởng, vậy liền thua thiệt. La lẩm bẩm một câu, lập tức không nhìn bên cạnh hỏa diễm, mở ra đường kính 400 mét tròn, hướng phía trước đó xa xa đập ra động đi đến. Đi vào động một bên, hướng xuống mặt xem xét, cũng không có phát hiện xa xa thân ảnh, mà lại phim cũng không biết chạy đi đâu. Ở những người khác tụ hợp tới trước, trước tiên cần phải đem hai người này giết chết. La hướng về phía trước đạp mạnh, dẫm vào trong động, thân thể hướng phía dưới hạ xuống, mở ra tròn lướt qua tất cả trải qua diện tích. Trục tầng hạ lạc, tốc độ không chậm. Rơi xuống lầu 30 thời điểm, La đột nhiên rút về tròn, lơ lửng giữa không trung, lập tức rơi xuống sàn nhà, hướng phía ngoài cửa đi đến. La cương mới tròn cảm thấy được phim, thế là trực tiếp dừng lại mở cửa lớn ra đi vào ngoài hành lang cuối hành lang phim nhìn xem trên thân không có chút nào bỗng dấu vết la trong lòng một trận chấn động phây tan một chiêu kia thế mà không có giải quyết hết la mà lại một điểm thương thế cũng không có nhìn xem lông tóc không thương la phim lạnh lùng nói phây tan bị ngươi xử lý rồi la về lấy trầm mặt, trực tiếp phóng tới phim phim thần sắc băng lãnh toàn thân niệm lực bừng bừng phấn chấn dù là độc thân tác chiến thậm chí thế yếu mọc thành bụi vẫn là không sợ tại chỗ chuyển động lên cánh tay một vòng hai vòng đều tốt, vi lực của nó đều sẽ so bình thường đấm thẳng còn mạnh hơn, mà lại đầu này hành lang đầy đủ chật hẹp, một quyền đánh đi ra, tất nhiên có thể thương tổn được La. La chạy gấp bên trong chợt đưa tay, gọi ra chân chủ giữ tại trong tay phải. Dây lát. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ, bên trái vách tường đột một lõm kế tiếp hố nhỏ, ngay sau đó là trần nhà, hiện thân lần nửa lúc, đã ở phim sau lưng. Mà phim đánh ra một quyền, rơi xuống không trung, đem phía trước hành lang hủy phải một mảnh hỗn độn đầu của hắn không có dấu hiệu nào bay về phía không trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. la nhanh chóng thu hồi chân chủ không nhìn phim bay về phía không trung đầu lâu lại là một cái lắc mình đi vào phim thân thể sau lưng một tay móc ra trái tim tại phim đầu lâu vừa đụng phải lúc la đem trái tim phong nhập trong sách sau đó xử quyết rơi phim kia kinh ngạc thần sắc lập tức ngưng kết ở trên mặt cổ vết cắt chỗ toát ra máu tươi đến tận đây nhận còn thừa lại năm con chân la đem phim thi thể thu nhập không gian tiếp tục mở ra tròn hướng xuống lục soát rất nhanh, hắn liền gặp lúc trước bị mình đánh rơi xuống đi xa xa, còn có xa Sarin mấy người. Chương 695, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 08. Xa xa cùng Famer đồng dạng, đều là chiến đấu vừa mở đánh, liền bị la lấy thủ đoạn bạo lực dời ra vòng chiến. Famer là bay ra cao ốc, mà hắn là đạp nát sàn nhà, thẳng hàng 20 lâu, dù là hắn là hệ cường hóa, cái này một đập cũng là quá sức. Nằm trên mặt đất, sửng sốt mấy phút mới thở ra hơi. Chờ hắn chậm quá khí, đang nghĩ đi lên lầu tìm la phiền phức kết quả phát giác được từ dưới lầu đi lên động tỉnh, thế là đi qua nhìn dưới, kết quả gặp được Sarin mấy người. Lúc đầu nghĩ đến chỉ là mấy nữ nhân mà thôi, dù cho trên thân bị thương, xa xa còn có ý định trước đem mấy cái này nữ nhân giết chết. Dù sao, đoàn trưởng mệnh lệnh là giết sạch tất cả mọi người, tự nhiên một cái cũng không thể thừa. Thế nhưng là, động thủ về sau, xa xa mới ý thức tới không ổn. Mấy cái này nữ nhân căn bản cũng không dễ treo, nhất là cái kia đen dài thẳng nữ nhân, một khi phóng thích khí tràn, lại cho hắn cảm giác áp bách có chút kiên kỵ về sau, cũng liền hơi thu liễm hạ phong mang, cẩn thận du đấu, muốn làm rõ sở đối phương niệm năng lực. Mấy phen thăm dò dưới, có hai lần kém chút thụ thương, trong lòng đối ba người nữ nhân này cùng cái kia bé con kiên kỵ càng sâu mấy phần. Cũng tại lúc này, xử lý Vinh La đi vào này tầng, gặp bọn hắn. La. Nhìn thấy La xuất hiện, Ellie hưng phấn hướng phía hắn chào hỏi. Xa xa cũng nhìn thấy La, sắc mặt âm xuống dưới, nghĩ thầm phê tan cùng Vinh chẳng lẽ bị người này xử lý rồi. La kháng lấy Ellie các nàng, khóe mắt hơi nhíu, không tự chủ được nhìn về phía Sarin, cái sau đáp lễ tới một cái không liên quan gì tới ta ánh mắt. Sarin là trưởng bối, La cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở xa xa trên thân. Sidaji vốn là vẫn sức chờ phát động, nhưng nhìn thấy La xuất hiện, không biết căn cứ vào ý tưởng gì, rất thẳng thắn thu lại thụ cầm. Mắt thấy đối phương thế lớn, xa xa trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Hắn tuy là hệ cường hóa, nhưng lại không ngốc, biết lưu lại chỉ là trứng gà nền tảng đá, có đi không về. Niệm ở đây, hắn không chút do dự xoay người chạy hắn muốn trước cùng đoàn trưởng bọn hắn tụ hợp sẽ cùng nhau tới đối phó cái này khó giải quyết gia hỏa người chạy trốn được sao la nhãn thần lạnh lẽo nếu là tử đấu vậy hắn bao nhiêu còn được điểm tâm kết quả chưa chiến trước e sợ cũng chính là một người chết lấy ra như ý kim cô bổng thúc đẩy niệm lực đuổi tới đối phó hệ cường hóa niệm năng lực giả kim cô bổng kỳ thật thật sự chủ còn muốn hữu dụng xa xa trên thân có tổn thương chiến ý hoàn toàn không có tốc độ càng không hữu la nhanh như thế nào chạy trốn được không đến 20 giây thời gian liền bị la cường chế tính kéo vào trong chiến đấu không có đồng bạn viện trợ hắn không đến năm hồi hợp liền bị la dương đông kích tây một gậy đập vào trên lưng chấn thương tâm mạch tại chỗ đã hôn mê ngay trước chạy tới sa mấy người mặc la lạnh lùng đối đã hôn mê xa xa bổ một đao sau đó đem thi thể thu vào đến tận đây nhện còn thừa lại bốn cái chân sa rin nhìn dưới mặt đất còn sót lại vết máu hỏi nam nhân này là phen tôn trúc thành viên ừm um một cái đầu người giá trị hơn 4 tỷ đâu. La trả lời. Elly nghe xong, kinh ngạc nói, chúng ta vừa rồi tại lầu một gặp được cái buồn nôn nam nhân, không biết hắn có phải là lữ đoàn người. La nghĩ nghĩ, hỏi, đổ mắt tam giác. đúng. Elly vỗ tay nói, hắn cũng thế, các ngươi ngay tại cái này đợi, đừng xuống tới. dừng một chút, La bổ sung một câu, ta là nghiêm túc. nói xong, căn bản không cho Elly mấy người cơ hội cự tuyệt, liền hướng dưới lầu đi đến. Hắn không xác định cái khác mấy đường còn thừa lại bao nhiêu lữ đoàn người, mà Kurapika bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Thấy là nói như thế, Elly cùng Sarin hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Elly yếu ớt nói, muốn cùng đi theo sao? Sarin nhìn xem đầu bậc thang phương hướng, nói ra, đã rút ý cường điệu qua, kia tốt nhất vẫn là nghe hắn, lưu tại nơi này. Elly nghe vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn coi như thôi. Thật vất vả ra tới một chuyến, nàng còn muốn lấy thả bản thân tới, có náo nhiệt mà không nhìn tới quái đáng tiếc, mà lại nếu là la có việc, liền giúp không đến hắn. Nơi này là lầu 7. Ellie bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Sarin. Lầu 7 không cao, tốt xấu có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. La đi vào lầu 1, liền nhìn thấy bị cắt thành trên trăm khối phay mơ thi thể. Hắn đi vào bên cạnh thi thể, nhìn xem thảm không nhận thấy thi thể tàn khối, thở dài, cái này còn thế nào đổi tiền. Hắn lười nhắc đem phay mơ thi khối ghép lại lên, cũng liền coi như thôi, không kém một người này tiền sâu. Mà lại, Hắc ban vật phẩm đấu giá còn tại Sentity Building bên trong, bao quát Scarlet Ice ở bên trong, đến lúc đó ngu sao không cầm. Dù sao cũng là Hắc ban đồ vật, có thể cầm được không có áp lực chút nào. La vượt qua lầu một đại sảnh thi thể đầy đất, đi vào ngoài cửa lớn, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, nguyên lai like Kurapika đã phát tới tin tức. Bên kia giải quyết A. À. La tự nói một câu, thu hồi điện thoại, cứ như vậy đứng tại đại môn, giống như là đang đợi cái gì. Nếu như còn lại lữ đoàn thành viên sẽ đến vậy dĩ nhiên là ngay tại chỗ đánh chết nếu như không đến, hắn cũng không để ý cùng Kurapika hao phí thời gian cùng tinh lực đuổi bắt, cho đến đem nhận triệt để diệt đi. Tại ngoài cửa lớn chờ hơn 10 giây, có ba người từ ngay phía trước con đường chạy gấp tới, lại là Krolo ba người. Nói cách khác, thập lão đầu đoán chừng bị Illumi giải quyết hết. La lặng yên suy nghĩ. Tại giấc cần đấu giá hội bắt đầu trước, hắn nghĩ tới muốn cưỡng chế tính để Illumi từ bỏ ám sát thập lão đầu ủy thác, từ đó mượn nhờ Geno cùng Shiva tay, cùng nhau tiêu diệt Phantom trước chỉ có điều, làm như vậy, thập lão đầu liền sẽ trốn qua một kiếp. La cũng không muốn biến tướng đi cứu thập lão đầu một mạng, cũng không thấy phải thiếu Geno cùng Shiva sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng, thế là cứ yên tâm để thập lão đầu bước lên cố định quỷ tích, chết bởi Illumi trong tay. Crollo ba người nhìn thấy đứng tại cửa chính La, đột nhiên dừng bước lại. Nhìn thấy La lúc, Crollo đột nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng đôi mắt bên trong sáng bóng lạnh đến đáng sợ. Akundo trong lòng thì là bắt đầu sinh ra một cổ dự cảm không tốt, để trái tim của nàng ẩn ẩn đau nhất. Giống như, đi con đường đột nhiên lâm vào vô biên trong bóng tối, tất cả đồng bạn cũng không thấy bóng dáng, tất cả thanh âm đều mai danh ẩn tích, là triệt triệt để để mất đi hết thảy. Crollo cũng không có phát giác được Pakundo dị dạng, nâng tay phải lên, gọi ra đạo tặc cực ý, nhìn chầm chầm la, tỉnh táo hỏi, sang nát cùng Franklin là ngươi giết. La chỉ giữ trầm mặt, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Phê tan là ngươi giết. La lần nữa trầm mặt không nói. Những người khác đâu? La Y nhưng trầm mặt. Crollo mặt không đổi sắc ném ra ngoài vấn đề thứ tư, mà Chi bán chúng ta. La Nhãn Kiểm vừa nhất, không tiếp tục trầm mặt, mà là lắc đầu nói, coi như bọn hắn thoát ly lữ đoàn, cũng không thể lại bán các ngươi, điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vâng. Crollo không thể phủ nhận lên tiếng. Nghe hai người đối thoại, Pacundo vô ý thức che lấy lồng ngực, ánh mắt tại Crollo cùng La ở giữa rời rạc. Trong thoáng chốc, hình như có một đạo ngã tư đường ánh đèn chiếu vào dưới chân, phản phất trở về quá khứ cái nào đó đoạn ngắn bên trong, nếu là làm ra khác biệt lựa chọn, có thể hay không thay đổi hôm nay tình trạng. Nhiệt độ, dường như bắt đầu xói mòn, có một cổ hàng lưu trong thân thể nhanh chóng chạy tán loạn, nhịp tim, thì là càng thêm kịch liệt. Không thể tiếp tục như vậy. Không có chút nào nguyên do, Pakundo phản phất có được cùng Machi đồng dạng trực giác. Đoàn trưởng Pakundo muốn thuyết phục Rolo thoát đi nơi đây, nhưng lời nói vừa mới lối ra, liền bị la ngắt lời nói, Franklin không phải ta giết tại trước đó ba cái vấn đề bên trong, không chỉ có dính đến Franklin, cũng dính đến lữ đoàn tất cả mọi người. Nhưng là, rút ý đơn độc vạch ra Franklin danh tự. Mà Franklin, thì là Kurapika giết chết. Trên thực tế, làm Prolo đột nhiên ném ra ngoài có quan hệ với Machi bọn hắn vấn đề thứ tư lúc, là trong đầu lập tức hiện ra Machi thân ảnh của bọn hắn. Ngay sau đó, trong lòng kia treo ở không trung vững như núi non quả cân, đúng là đung đưa trái phải. Đèn đường tia sáng màu da cam nhìn qua có chút ôn hòa, cho người ta một tia ấm áp nhưng là vòng quanh nát lá mà đến gió đêm tại cái này cuối mùa hè lúc trong đêm lại mang theo gặp nạn nói ý lạnh nỗi lòng không hiểu phức tạp la chợt nhìn về phía crolo ba người phía sau lộ ra thoải mái thần sắc. một đầu biến mất khí tức xiền xích không có dấu hiệu nào từ trong bóng đêm kích xạ mà tới đợi đến crolo cùng pacundo phát giác được lúc đã tới không kịp khi xiền xích là hướng phía bonoland đi mà bonoland bản thân bị trọng thương không kịp phản ứng liền bị tỏa liên quyển vừa vặn sau đó bonoland sắc mặt biến hóa phát hiện khí bị phong bế, ý niệm mới vừa nhúng, thân thể liền bị tỏa liên giật qua. Cẩn thận, xiền xích này có thể phong bế khí. Thân ở không trung lúc, Bonolen vội vàng nhắc nhở Krolo cùng Pacundo một câu. Sau đó, một câu kia nhắc nhở, thành hắn khi còn sống câu nói sau cùng. Phốc phốc. Xiền xích tại không trung đột nhiên kiềm chế, trực tiếp đem Bonolen giảo sát rơi. Máu tươi hòa với huyết nhục, từ không trung rơi trên mặt đất. Krolo cùng Pacundo trong mắt đều là lướt qua một vòng bóng tối. Nhìn xem một màn này, La Bình Tĩnh nói, Franklin là hắn giết. La quyết định không xuất thủ, bởi vì oan có đầu nợ có chủ. Đèn đường bên ngoài trong bóng tối, một đôi tinh hồng tỏa sáng hai tròng mắt hiển lộ ra. Kurapika. Lấy xuống kính xác tròng. Chrollo cùng Pacundo đều là nhìn thấy kia một đôi ẩn chứa vô tận sát ý đỏ mắt, phản phất là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ chi nhãn. cu ta tộc. Chrollo thấp giọng tự nói một câu. Pacundo dưới chân kia một đạo ngã tư đường ánh đèn đột nhiên dập tắt nguyên lai, like, là như vậy sao? Nếu như khi đó có thể ngăn cản. Chương 696, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 09. Cặp kia đỏ mắt hiển hiện, mảnh vỡ rất nhiều tin tức bị kiềm chế lên. Franklin cùng sa nát chết, cùng hiện tại đồng bạn sống chết không rõ hiện huống. Hết thảy khởi nguyên, đều nguồn gốc từ cô ta tộc. La từng nhắc qua hiệp ước, ngày đó đoàn viên tập hợp làm ra ra quyết định. Nếu như, khi đó đứng tại Ma Chi bọn hắn phía bên kia, kiên quyết ngăn cản cướp đoạt Starlet As quyết định. Có lẽ, liền sẽ không. Pakundo bỗng nhiên đem không có ý nghĩa suy nghĩ ném đến não bên ngoài, kia là đi qua, đã biến thành chìm vào đáy nước ký ức, trọng yếu nhất chính là hiện tại cùng tương lai. Ta có thể bỏ đi hiện tại cùng tương lai, nhưng Krolo không thể. Pakundo dùng sức nắm chặt súng lục ổ quay chui thương, cắt gao nhìn chầm chầm từ trong bóng tối đi ra Starlet Ice Nam Nhân. Vô luận như thế nào, coi như liều rơi cái mạng này, cũng phải vì Crolo diệt trường nguy hiểm. Kurapika chậm rãi đi vào trên đường phố, ánh đèn bao phủ thân thể của hắn, lại không cách nào xóa đi hai con ngươi tinh hồng tia sáng. Thu hồi xiềng xích, hướng về bên cạnh thân mảnh vung một chút, đem trên xiềng xích máu tươi vung ra trên mặt đất. Trollo nhìn xem Kurapika vứt bỏ máu tươi động tác, bình tĩnh nói, cô ta tộc cá lọc lưới à. Kurapika gương mặt lập tức hiện ra nồng đậm sát ý, trên người khí tràn đột ngột ở giữa bạo phát đi ra, trống rỗng cuốn lên một trận gió lớn. Hắn nâng tay phải lên, tinh hồng nhãn trong mắt chiếu rọi ra Trollo nhẹ như mây gió thân ảnh, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, chỉ có ngắn gọn hai chữ. Súc sinh. Crollo lơ đễnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại như trời đông đột nhiên tuyết. Trận này bọ ngựa bắt ve tiết một bên trong, còn cất giấu hai con hoàng tước. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Cái khác đoàn viên sinh tử chưa biết, không ngoài dự đoán, xác nhận có khuynh hướng cái sau. 90% hoặc là 95% trở lên khả năng, lữ đoàn hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Pakundo, mà đối phương cũng chỉ có hai người. Mặc dù không rõ ràng la vì cái gì đột nhiên thu lại địch ý, cũng vô pháp phán đoán kia là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tóm lại, so với thực lực sâu không lường được la, càng có nguy hiểm là cái này cô ta tộc người sống sót. Như vậy, nên ưu tiên giải quyết mục tiêu là cái sau. Kurapika lạnh lùng nhìn xem Kuroo sách trong tay, xác nhận thân phận của đối phương, đè nén phẫn nộ cảm xúc, hỏi, nói ra con mắt ở nơi nào, ta sẽ để cho ngươi chết được nhẹ nhõm một điểm. Con mắt à? Kuroo dùng một loại tiết núi ngữ khí hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, muốn đồ vật thường thường tại không có cầm tới trước đó, sẽ cảm thấy nó rất trân quý, nhưng là tại cầm tới về sau, rất nhanh lại có cảm giác chán ghét. Tựa như là không ngừng thay đổi đồ chơi, một khi bị món đồ chơi mới thay thế, như vậy, cũ đồ chơi liền sẽ giữa bất tri bất giác bị lãng quên, đến cuối cùng thậm chí không biết đưa nó ném đến nơi nào. Có lẽ có điểm thất lễ, nhưng cũ mới đồ chơi ví von tương tự thích hợp với như lời ngươi nói con mắt. Kurapika nghe vậy, đôi mắt trợn trừng, trên người khí như là nộ hải cuồng đào, bày biện ra cực kỳ trạng thái không ổn định, thậm chí liền kiên đều nhanh muốn không cách nào duy trì được. Một khắc này, nếu không phải là thời gian dài quán chú cho hắn dạy bảo, khả năng hắn sẽ mất lý trí, đang giận chưa ổn định lại tình huống liền tùy tiện tiến công. Chính là bởi vì rõ ràng kia giả thiết ra tới vô số hậu quả đến cỡ nào thảm trọng mà không thể vãn hồi, cho nên quả thực là ngăn chặn xuất thủ suy nghĩ. Nhìn xem Kurapika phản ứng, Krolo mí mắt cục xuống. Thực sự là, rõ ràng nhược điểm A. Cho nên, đây mới là cô ta tộc. Ta rất hiếu kỳ một vấn đề, ngươi đến trả thù là nhằm vào lữ đoàn, vẫn là đơn thuần nhằm vào tham dự diệt tộc người. Crolo trong tay một mực cầm sách, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nếu là đối phương tại trạng thái không ổn định hạ công tới, sẽ là hắn vui lòng nhìn thấy tình cảnh. Kurapika cắn chặt răng, không trả lời, ngay tại chậm rãi thu liễm bởi vì cảm xúc bộc phát mà khoái động không thôi niệm lực. Chỉ có để khí ổn định lại, mới có thể ra tay. Bằng không, sẽ phản thụ nó hại. Không muốn trả lời sao? Kurolo thấy Kurapika trầm mặt, cũng chú ý tới Kurapika trên người khí ngay tại ổn định lại như vậy, là cho rằng giữa hai bên không có khác nhau a. À. Kurapika lại là bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm trên người khí tại thời khắc này rốt cục yên ổn xuống dưới chăm chú bao trùm tại bên ngoài thân như là một tầng cứng rắn áo giáp. Kurolo nhìn thấy Kurapika nắm tay động tác, thẳng nhiên nói, ngươi hẳn là nghe hiểu đi. Đoàn bên trong, bao quát ta ở bên trong chỉ có chính người tham dự cướp đoạt Scarlet Eyes hành động. Vừa dứt lời, sách vỡ lật ra. Kurapika sắc mặt biến hóa, bởi vì Krolo vừa an định lại khí lại xuất hiện một tia không ổn định. Cao ốc cửa chính, là kháng hướng khí tràn không ổn định Kurapika, biết rõ Scarlet Ice trình độ nào đó, cùng Blue nhất tộc kia mẫn cảm mà mảnh khảnh tình cảm có rất lớn tương tự độ. Tại Scarlet Ice trạng thái dưới, mặc dù thân thể lực lượng cùng niệm lực đều sẽ đạt được 10 phần tăng trưởng, thế nhưng là, vô luận là chính diện vẫn là mặt trái cảm xúc, đều sẽ bị triệt để phóng đại. Khi là sâu thực tại huyết mạch bên trong, vô cùng tránh khỏi tệ nạn. Cho nên, Krolo kia nhìn như không quan hệ đau khổ mấy câu, mới có thể ảnh hưởng đến Kurapika cảm xúc. Crollo gia hỏa này. Lúc trước đối Starlet Ice cảm thấy hứng thú, nghĩ đến cũng thẩm ra có quan hệ cô ta tộc tin tức, cho nên mới sẽ cố ý nói nhiều lời như vậy. Niệm năng lực giả đại đa số đều sẽ thận trọng lựa chọn tác chiến địa điểm cùng giao chiến đối thủ, hoặc là đoàn đội cùng một chỗ tác chiến. Mỗi một cuộc chiến đấu bên trong, đều sẽ có thật nhiều ảnh hưởng thắng bại đi hướng nhân tố, một loại trong đó chính là tâm tính. Vì dao động đối thủ tâm tính, có đôi khi ngôn ngữ cũng có thể trở thành một thanh lưỡi dao đề cao tỷ số thắng giảm xuống nguy hiểm chính là crolo cố ý nói ra những lời này động cơ crolo trên tay phải sách vỡ lật ra dừng lại tại nào đó một tờ bên trên tay trái hiện ra một đoàn niệm lực rất nhanh cụ hiện hóa ra một tấm cùng loại cầu nguyện ký dài mảnh giấy phía trên vẽ có một cây thập tự giá tại crolo có chút cử động lúc pacundo giơ lên súng lục ổ quay chỉ hướng đứng tại cửa chính la một mặt cảnh giác la hời hợt liếc qua pacundo cử động nghĩ thầm chính hợp hắn ý. Làm Kurapika ra tay giảo sát rơi Bonolen thời điểm, La liền đã quyết định để Kurapika tự tay đi đối phó Krolo. Bởi vì cái gọi là quan có đầu nợ có chủ. Lời tuy như thế, có thể để cho Kurapika một đối một, cũng là không còn gì tốt hơn tình huống. Hiện tại Pakundo chủ động tới kiềm chế hắn, thì là hắn nguyện ý nhìn thấy tình huống. Lại nói khi cầu nguyện ký đồng dạng đồ vật, là Krolo trộn lấy đến năng lực một trong. Cùng La đồng dạng ý nghĩ, còn có Kurapika. Liên quan tới đạo tặc rất dễ năng lực tin tức, Kurapika đã từ la nơi đó biết được. Ta năng lực có một hạn hạn chế, đó chính là tại sử dụng năng lực thời điểm, tay phải nhất định phải cầm sách. Krolo tay phải cầm sách, tay trái véo nhẹ lấy dài mảnh ký, bình tĩnh nói, nhưng có nó, liền có thể miễn trừ cái này hạn chế. Nghe được Krolo, la nhãn thần khẽ biến. Nếu như là cướp đến năng lực, không nên sẽ có loại hiệu quả này. Nói cách khác, kia là phụ thuộc vào sách một cái khác năng lực đặc thù. Là bởi vì chính mình, cho nên liền クロロ niệm cũng tinh tiếng sao. Chương 697, ngày mùng ngày 2 tháng 9 20. Niệm năng lực bản thân đều có nó sở trường cùng điểm yếu. Đạo tặc cực ý, loại năng lực này bản thân liền có rất nhiều hạn chế, bởi vậy mới có cường đại năng lực hiệu quả. Nhiều như vậy trong hạn chế, クロロ cho tới nay đều rất tán đồng trộn lấy năng lực độ khó, cùng sử dụng năng lực lúc phải dùng tay phải cầm sách hạn chế. Mới đầu cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn cho đến tại cùng la giao chiến về sau, suy nghĩ mới có thay đổi. Một lần kia chiến đấu, La Minh xác thực nhằm vào tay phải hắn cầm sách khuyết điểm, cũng bởi vì cầm sách mà không cách nào giải phóng hai tay, lúc này mới dẫn đến bại trận kết quả. Một khắc này, Corolo minh bạch một sự kiện. Hắn niệm, không thể chỉ là dùng đến thỏa mãn với mình thú vị, cũng cần có nhất định cường độ, tăng thêm hắn chỗ trộn lấy tới niệm năng lực bên trong, có không cần hai tay liền không cách nào sử dụng niệm năng lực. Từ niệm năng lực bên trong lấy thừa bù thiếu, cũng là có thể được, chỉ có điều sẽ tiến một bước sinh ra rất nhiều phiền phức hạn chế. Ta năng lực có thể trộm lấy người khác niệm nhiên sau chiếm cho mình dùng, tại sử dụng trộm lấy mà đến năng lực điều kiện tiên quyết, như ngươi thấy, cần đem sách lật đến nào đó một tờ, lại tay phải nhất định phải từ đầu đến cuối cầm sách. Không chỉ có như thế, còn có thể lại lật đến một cái khác trang, đồng thời sử dụng hai loại năng lực. Bình thường, niệm năng lực giả đều sẽ cực lực che giấu năng lực của mình, ta cũng không ngoại lệ, nhưng sở dĩ cố ý giải thích cho ngươi những cái này là bởi vì cái này tiện lợi năng lực chế ước chính là như thế. Nói đến đây, Kurolo đem kẹp thượng thư ký sách vỡ khép lại, chỉ thấy kia sách vỡ hóa thành một đoàn niệm lực biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, tin hay không là quyền tự do của ngươi. Cứ như vậy đem năng lực tin tức trực tiếp đặt tới trên mặt bàn. Tuy nói khả năng này thật là nguồn gốc từ năng lực chế ước, nhưng kia câu nói sau cùng, tựa như là một cây nhiễm độc châm, khiến người không thể bỏ qua. Tin, hay là không tin đâu. Kurapika hít một hơi thật sâu, so với cái này nhìn như dương mưu một phen, quan trọng hơn là tâm tình của mình không thể lại bị dao động đến, nhất định phải thời khắc duy trì tỉnh táo, để khí một mực ở vào yên ổn trạng thái. Về phần đối phương năng lực tiềm ẩn uy hiếp bờ, coi như không tham khảo la sở trưởng cho ra tình báo, chỉ cần tận lực giữ một khoảng cách liền có thể. Chỗ cửa lớn, la bình tĩnh nhìn xem hai tay trống trơn, toàn thân bao phủ tại một tầng ổn định niệm tràn bên trong Crolo. Đang minh xác nắm giữ năng lực tình báo điều kiện tiên quyết, khi một phen bản thân trình bày, ngược lại thành đung đưa không ngừng nhân tố. Mà lại, có kia phiếu tên sách, Corolo liền có thể đồng thời sử dụng hai loại trộm lấy mà đến năng lực, nếu là chỉ muốn sử dụng một loại năng lực, liền có thể miễn trừ tay phải cầm sách hạn chế. Cái này một hạng cải thiện, là hậu thiên tiến hành điều chỉnh, chính như mình vì tại thượng đế chi thủ trong sách ghi chép đồ vật, sau đó cụ hiện ra có thể tại trang sách bên trên lưu lại bút tích bút lông ngỗng đồng dạng. Phiếu tên sách à? La ánh mắt dời một cái, nhìn về phía Kurapika. Kể từ đó, Crolo trở nên càng thêm khó giải quyết. Như vậy, Kurapika có thể ứng phó được đến sao? Sẽ lo lắng, chỉ khi nào làm ra quyết định, La Liền sẽ không đổi ý. Trận chiến đấu này, không chỉ là Kurapika chấm dứt cừu hận mấu chốt, cũng là hắn trình bày tự thân ý chí duy nhất sân khấu. Nghĩ tới đây, La đột nhiên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Hắn hành động này, để cảnh giác nhìn chầm chầm hắn Pakundo hơi sững sờ, cũng gây nên Kurapika cùng Krolo chú ý. Trong đó, nhưng có cái gì hàm nghĩa? Kurolo cùng Pakundo không rõ ràng, nhưng Kurapika lại xem hiểu. La đây là tại nói cho hắn, hiện tại, đây là chính hắn một người chiến đấu. Soạt! Kurapika dần dần tỉnh táo lại, nâng tay phải lên, một đầu xiềng xích rủ xuống đến, làm tốt tiến công chuẩn bị. Kurolo hơi suy tư một chút, cho là mình tại lúc này không nên đi để ý La tồn tại. Thế là, hắn quyết định trong thời gian kế tiếp, muốn hết sức chuyên chú giải quyết hết trước mắt Kurapika. Không biết ngươi có biết hay không loại năng lực này? Kuroro chợt nâng lên hai tay, niệm lực phun trào ở giữa, xuất hiện một đôi màu xám găng tay. Găng tay kia vẻ ngoài tương tự tay gấu, nhưng không có lợi trảo, ngược lại có béo mút míp tay không. Nhìn thấy cái này một đôi tay gấu găng tay, Kurapika đôi mắt một trận rung động. Kia là Tộc trưởng thỉnh thoảng sẽ đeo lên bao tay, hóa ra là hệ cụ hiện hóa năng lực. Khi còn bé Kurapika cũng không biết đọc tồn tại, nhưng từ niệm cụ hiện hóa ra đến vật phẩm là thực thể, cho nên coi như sẽ không đọc người cũng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến. Xem ngươi phản ứng, hẳn là nhận biết. Corolo bình tĩnh nói, lại hướng ngươi cung cấp một cái tình báo hữu dụng đi, bị ta trộm lấy năng lực người, một khi chết đi, bị trộm lấy mà đến năng lực cũng sẽ biến mất. Nhưng là, có một loại tình huống, tại năng lực giả chết đi về sau, năng lực y nguyên có thể lưu tại trong sách. Đó chính là, thông qua tử vong mà trở nên càng thêm cường đại niệm. Mà loại năng lực này người sử dụng đã chết rồi, năng lực của hắn chi có thể lưu lại, chắc hẳn khi còn sống chấp niệm kinh người. Dù sao, nhân loại là một loại dễ dàng bị tình cảm chỗ chi phối sinh vật, tại tận mắt nhìn đến gia viên bị hủy, tộc nhân bị dằn vặt đến chết lúc, khi cực hạn phẫn nộ cùng bi thương trước khi chết cảm xúc, chính là lưu lại năng lực nguyên nhân dẫn đến. Corolo giọng nói chuyện bỗng nhiên sản sinh biến hóa, là một loại thân là người ngoài cuộc cảm khái. Lúc trước cảm thấy cái kia năng lực thú vị, cho nên tại phê tan tra tấn cô ta tộc nhân thời điểm, đem nó cướp đến dùng một chút, lại đánh bậy đánh bạ lưu lại năng lực. Không nghĩ tới chính là, cái này dính vào nhân quả, sẽ bị dùng tại nơi đây. Krolo từ đầu tới đuôi lời nói, đều tại ý đồ lay động Kurapika tâm tính. Kurapika chợt dùng sức cắn môi, sinh sôi khai ra máu tươi tới. Hắn cuối cùng là không có thể chịu ở. Súc sinh. Cánh tay huy động, xiên xích phá không mà tới. Krolo kinh thân mà đến, nhẹ nhõm tránh đi sơ hở trăm chỗ xiên xích. Dùng ngôn ngữ, phóng đại hóa Kurapika rõ ràng nhược điểm, này sẽ là bước về phía tử vong bước đầu tiên. Nhện lưới, đã bệnh đến một nửa. Bành bành xiềng xích uống lượn mà động, phần đuôi mỗi lần rơi xuống đất đều có thể chấn vỡ mảng lớn đất xi măng. Khi thế công nhìn như sắc bén, kỳ thực sơ hở nhiều lần hiện. Krolo không có áp lực chút nào tránh ra đột kích xiềng xích, hướng về Kurapika tới gần. Thông qua Bonolen trước khi chết nhắc nhở, hắn biết bị xiềng xích này cuốn lấy, khí cũng sẽ bị phong bế. Mặc dù như thế, hắn vẫn dám mạo hiểm tiến công, tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội. Kurapika tức giận quơ xiềng xích, trong đầu tất cả đều là đánh giết người trước mắt suy nghĩ, có thế khóa liên lại không thể thuận tâm ý đi chế tài người trước mắt, mà là liên tiếp thất bại. Rất nhanh, Chrollo đột phá xiềng xích thế công, đi vào Kurapika trước người, nâng lên tay gấu găng tay ấn đi qua. Kurapika trong lòng hơi nhảy, ngón áp út ngự thủ dây chuyền trong chốc lát ngưng tụ ra một mặt khí khiên che ở trước người. Phòng ngự hình niệm sao? Chrollo trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó, tay gấu như thế không giảm khắc ở kia một mặt khí khiên phía trên. Trăng rắc. Như là vật gì đó vỡ vụn thanh âm khí khiên bị tay gấu ấn nát, lưu lại lực lượng đánh vào Kurapika trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bởi vì khí khiên phòng ngự, một chữ này cũng không có tuân theo Krolo ý nguyện, đem Kurapika một kích mất mạng. Có điều, Krolo cũng không có thừa cơ truy kích, mà là nhìn về phía ngồi tại cửa chính chỗ la. Ngươi tuyệt không lo lắng sao? Krolo như vậy hỏi, hắn nghĩ xác nhận một việc. Chương 698, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 20. Krolo không biết la đến cùng đang suy nghĩ gì đầu tiên là kẻ đến không thiện, sau là ngồi nhìn mặt kệ. Nếu như vừa rồi đánh bay Kurapika thời điểm, là có phản ứng, dù là chính là một chút xíu, Krolo căn bản sẽ không cố ý dừng lại. Chính là bởi vì la chân một chút phản ứng cũng không có, Krolo mới có thể để ở trong lòng. Cho nên hắn không có thừa cơ xử lý Kurapika, đương nhiên, cũng là hắn cho rằng Kurapika chính diện trúng một chưởng, về sau không còn có uy e hiếp mới có thể như vậy tùy hứng. Đối mặt Krolo vấn đề, la đáp lại trầm mặt vậy cái kia bình tĩnh không lay động gương mặt bên trên dò xét không đến bất luận cái gì tin tức. Rolo liền rất thẳng thắn tuyệt suy nghĩ, chỉ cần đem Kurapika triệt để đẩy vào tử lộ, nên đến, vẫn là sẽ đến. Có Pakundo ở một bên áp trận, nếu như La đột nhiên ra tay, cũng ít nhiều có thể để cho hắn tại thời khắc mấu chốt đưa ra một chút phản ứng thời gian. Tay gấu găng tay gồm cả hệ phóng xạ cùng hệ cụ hiện hóa đặc điểm, có thể đánh nát ngự thủ chi khiên đồng thời làm bị thương Kurapika, quy lực của nó có thể thấy được chút ít khi tay gấu dù chưa đụng phải Kurapika, nhưng đánh nát khí khiên dư chấn vẫn để Kurapika bị nội thương không nhẹ đồng thời hộc máu. Lúc này, Kurapika thần sắc hơi đau khổ đứng dậy, một chưởng này bao nhiêu đem hắn lý trí kéo lại. Hắn không thể ở đây đổ xuống, bởi vậy, nhất định phải khắc chế ảnh hưởng đến thực lực tâm tình tiêu cực. Tuyệt đối thời gian chế ước, tựa như là vì Kurapika thiết trí một đạo đồng hồ các thời hạn. Nhưng là, Kurapika giờ phút này cũng không để ý tuổi thọ. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một đạo chấp niệm, giúp nhận đoàn trưởng, gánh vác ở trên người trách nhiệm liền có thể hoàn thành một nửa. Chữa trị dây chuyền Ngón cái xiền xích dán tại trên lồng ngực, tản ra yếu ớt oánh quang, kia hơi lỏng xuống đi vào lồng ngực, rất nhanh liền khôi phục lại nguyên dạng. Nhìn thấy màn này, Corolo bỗng cảm giác kinh ngạc, điều này nói rõ Kurapika ít nhất có ba loại năng lực. Loại thứ nhất, phong bế khí năng lực. Loại thứ hai, phòng ngự loại kiên. Loại thứ ba, chữa trị năng lực. Không nghĩ tới cho thấy hai loại năng lực Kurapika, thế mà còn có chữa trị loại hình năng lực mà lại hiệu quả tài năng xuất chúng kể từ đó trước đó chỗ kinh doanh ra ưu thế liền tại cái này chữa trị năng lực trước mặt tan thành mây khói đối với cái này crolo cũng không có sinh ra tiếc hận hoặc là hối hận cảm xúc lại lần nữa phóng tới kurapika bạch xiền xích phá không mà đến lần này không còn là sơ hở trăm chỗ crolo nhìn ra điểm này nhưng vẫn như cũ không có quá lớn uy hiếp bờ trái tránh lại chuyển né tránh xiền xích quyển tích dần dần tới gần kurapika vừa rồi một kích, đã nghiệm chứng qua kia phòng ngự loại hình khiên không cách nào ngăn cản tay gấu găng tay công kích, cho nên chỉ cần lần nữa cận thân, liền có thể lại làm bị thương Kurapika. Về sau, liền không khả năng lại cho Kurapika chữa trị cơ hội. Mắt thấy crolo từng bước ép sát mà đến, Kurapika nhưng không có mảy may bối rối, lúc này hắn, đã ổn định tâm tính. Lấy đánh nát ngự thủ chi khiên lúc tình huống làm vật tham chiếu, dùng kiên không phòng được, chỉ có cứng rắn có thể. Kurapika một bên lui lại, tận lực kéo dài khoảng cách, một bên thao túng thất bại xiềng xích đâm vào lòng đất lập tức hướng về sau kéo một phát xiềng xích đào ra cánh cửa lớn nhỏ xi măng hòn đá tại về sau khẽ động trong quá trình đem nó tách ra nát phụ bên trên niệm lực hướng về crolo phía sau lưng phóng tới crolo phát giác được sau người truyền đến phong thanh cũng không có hướng về hai bên trái phải tránh đi cũng không có quay người chỉ là trở tay hướng về sau vỗ tay gấu găng tay bỗng nhiên phun ra mét dài niệm lực sóng đem hướng phía sau lưng mà đến đá vụn đánh bay cùng lúc đó xiềng xích từ phía sau cùng đi qua Crollo dưới chân đạp một cái, nhảy đến không trung, lật cái bổ nhào, tránh đi cuốn tới xiềng xích. Kurapika ánh mắt như đao cắt vào thân ở không trung Crollo, tại trói buộc dây chuyền bị tránh đi, lại còn không có thu hồi lại thời điểm, bàn tay hướng lên vừa nhất, hướng phía Crollo bắn nhanh ra ngón trỏ xiềng xích. Cướp đoạt dây chuyền. Xiềng xích phần đuôi là một cái mang theo kim tim ống kim, chỉ cần khu sử kim tim xen vào mục tiêu trong cơ thể, liền có thể lấy rút ra phương thức, cướp đoạt đi mục tiêu niệm năng lực, đồng thời lệnh mục tiêu cưỡng chế tính tiến vào tuyệt trạng thái. Sau đó, tại tuyệt đối thời gian trạng thái, có thể triệu hồi ra một con người ngoài chỗ không nhìn thấy cá heo hình niệm thú, dùng cái này bổ sung rút ra mà đến niệm năng lực, sau đó tiến hành phân tích, đồng thời sử dụng. Năng lực này là Kurapika tại biết được Grolo đạo tặc cực ý năng lực tình báo sau sáng tạo ra tới, cũng coi là sai sót ngẫu nhiên một loại kết quả. Cướp đoạt dây truyền thông thường hội có hai loại cách dùng. Một loại là cướp đoạt trong đó một mục tiêu niệm năng lực, bởi vậy gia tăng một lá bài tẩy một loại khác là cùng ngón giữa trói buộc dây chuyền đồng dạng cách dùng cưỡng chế tính để mục tiêu tiến vào tuyệt bởi vậy kết thúc chiến đấu cho nên tại trói buộc dây chuyền còn chưa thu hồi lúc cướp đoạt dây chuyền cũng có thế sung làm trói buộc dây chuyền công năng tìm kiếm mục kích mất mạng cơ hội chỉ cần cướp đoạt dây chuyền có thế đâm trúng Krolo, hết thảy liền đều kết thúc Krolo lại không hề sợ hãi hắn chú ý tới đầu này xiềng xích cùng lúc trước ba đầu khác biệt bởi vậy phán đoán có thể là loại thứ tư loại hình năng lực lấy ống tim vẽ ngoài làm suy đoán điểm hơn phân nữa là có thể rút ra khí năng lực, lại khả năng cùng dưới đáy kia một đầu từng phong bế Bonolen niệm lực xiên xích đồng dạng, có thể phong bế mục tiêu khí. Chỉ là liếc mắt, Corolo căn cứ kia ống kim vẽ ngoài, liền đại khái đoán ra cướp đoạt dây truyền hiệu quả. Corolo hai tay hướng phía dưới vỗ nhẹ một chút, mượn nhờ tay gấu găng tay phóng thích ra khí đem thân thể hơi bên trên đẩy một khoảng cách, gần như tại đồng thời, tay gấu găng tay hóa thành hai đoàn khói trạng khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn triệt tiêu loại năng lực này, sau đó lại gọi ra sách vở, giữ tại trên tay phải. Sách vở bắt đầu lật giấy đồng thời, hắn tại không trung làm ra móc ngược câu động tác, ngay sau đó đưa tay trái ra hướng xuống chụp tới, đúng là tay không bắt được ống tim. Cử động như vậy, có thể nói lớn mật. Nhưng hắn chọn đúng. Tay không bắt được ống tim, liền có thể bảo đảm sẽ không bị châm cho cuốn tới. Có thể đồng thời sử dụng hai đầu khác biệt năng lực xiền xích sao. Crollo nghĩ thầm, một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất, lập tức tay không phát lực, kéo về phía sau động cướp đoạt dây chuyền, đem Kurapika kéo tới. Kurapika thân thể tầng trời thấp bay lên đi qua, nhưng hắn biểu hiện được rất tỉnh táo, cũng không định thu hồi cướp đoạt dây chuyền, ngược lại tiếp tục thao túng trói buộc dây chuyền, chuẩn bị sáng tạo xong mặt giác công Krolo cơ hội. Tại Kurapika đột phá 5 mét phạm vi bên trong lúc, Krolo rất thẳng thắng thả đi cướp đoạt dây chuyền, đồng thời nhanh chóng rút ra phiếu tên sách, phóng tới nào đó một tờ bên trên, về sau lại nhanh chóng lật đến một cái khác trang, đồng thời không có triệt tiêu sách vở. Trong nháy mắt đó, hắn có thể đồng thời bắt đầu dùng hai loại năng lực. Kurapika không rõ ràng Crolo muốn làm cái gì, nhưng Crolo buông ra cướp đoạt dây chuyền, liền để hắn có được thúc đẩy hai đầu xiềng xích giác công Crolo điều kiện. Hắn nắm chắc cơ hội này, đồng thời áp dụng. Một giây sau, Crolo lại đột nhiên biến mất. Kurapika con ngươi co rụt lại, đã thấy Crolo đột nhiên xuất hiện trước người, giơ tay chụp về phía vị trí trái tim. Thuấn di năng lực. Kurapika phản ứng không chậm, nâng lên cánh tay trái, ngăn trở Crolo bàn tay. Bột một tiếng, nhưng không có bất cứ thương tổn gì mà Crolo một trưởng đắc thủ, lại sử dụng vừa rồi năng lực, từ biến mất tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện tại 20 mét có hơn. Cùng lúc đó, Kurapika phát hiện cánh tay trái bên trên xuất hiện một tấm táo đỏ đồ án. Đáng tiếc. Crollo than nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên, niệm lực phun trào ở giữa, một thanh phi đao vọt trong tay tâm. Che mắt phi đao. Crollo nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, ba giây. Phi đao bỗng nhiên ra tay, đồng thời mở mắt. Khi rời khỏi tay phi đao, chệch hướng Kurapika đại khái 2 mét khoảng cách, nhưng là, nó lại tại không trung rẽ ngoặt một cái, tinh chuẩn bắn về phía Kurapika cánh tay trái bên trên táo đỏ đồ án. Kurapika đánh giá ra phi đao có tự động truy tung công năng, thế là thu hồi trói buộc dây chuyền cùng cướp đoạt dây chuyền, mở ra ngự thủ dây chuyền tấm thuẫn. Phi đao lại là không ngại xuyên qua ngự thủ chi khiên. Ngoài dự liệu kết quả, để Kurapika không có kịp phản ứng, chỉ nghe thổi phù một tiếng, phi đao xen vào cánh tay trái bên trên quả táo trên đồ án nếu như bức đồ án kia là khắc ở vị trí trái tim lên. Vừa rồi, Corolo tổng cộng sử dụng hai loại năng lực. Một loại là hệ phóng xạ thuấn di, một loại khác là che mắt phi đao. Lấy đụng vào thân thể làm điều kiện, thiết trí tiếp theo viên táo đỏ, về sau cụ hiện hóa ra phi đao, muốn đứng tại một chỗ bất động 3 giây, lại muốn nhắm mắt 3 giây khả năng hoàn thành loại năng lực này. Thỏa mãn những điều kiện này mà vải ra phi đao, là không cách nào phòng ngự được. Chỉ tiếc, tại thời khắc mấu chốt bị dùng cánh tay trái ngăn trở, bằng không, cái này vừa bay đao đã đủ để kết thúc chiến đấu. Sẽ không cho trị cho ngươi càng cơ hội. Được chứng kiến kia chữa trị xiền xích hiệu quả, Crollo liền sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hắn sẽ bắt được cơ hội này, xử lý cô ta tộc cái cuối cùng người sống sót. Chương 699, ngày mùng ngày 2 tháng 9 năm 22. Hệ phóng xạ thuấn di năng lực, còn có quả táo cùng phi đao. Cái trước để phòng, vi hiếp còn có thể tiếp nhận, cái sau cái kia có thể không nhìn ngự thủ chi khiên đặc tính, chỉ cần chú ý, cũng có thể giảm xuống uy hiếp à. thế nhưng là làm hai cái này đồng thời sử dụng, liền sẽ trở nên tương đương khó giải quyết. một không chú ý, rất có thể sẽ nhận vết thương trí mạng. may mà khi đó kịp thời giơ cánh tay lên cản một chút, càng nên may mắn chính là vị trí vết thương là cánh tay trái. nếu là cánh tay phải thụ thương, xiền xích uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. nhìn xem Kurolo vội xông tới, Kurapika nháy mắt liền minh bạch tính toán của đối phương. đơn giản chính là không nghĩ để hắn dùng chữa trị dây chuyền trị liệu cánh tay trái xuyên qua tổn thương, đồng thời thừa thắng truy kích giết chết chính mình. Sách vở không có lật giấy cùng hủy bỏ, nói rõ kia hai loại năng lực còn tại. Kurapika nhanh chóng hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, tìm kiếm lấy có thể lợi dụng bất kỳ vật gì. Nơi đây ở vào Center Building đại môn ngay phía trước, xây phải cùng cái quảng trường nhỏ đồng dạng. Tương đối gần địa phương là bãi đổ xe, càng xa một điểm thì có xanh hóa khu rừng cây nhỏ. Cái này hai nơi địa phương, đều có thể ngăn chặn thuấn di năng lực. Chỉ có điều, có thể thành công hay không chuyển di vòng chiến, thật đúng là khó mà nói. Ánh mắt chuyển động ở giữa, dừng lại tại vội sông mà đến crolo trên thân. Ở trước đó, có thể lợi dụng đến đồ vật. Kurapika khóe mắt liếc qua, vẫn là huyết hồng một mảnh. kia là, chân chính máu tươi. crolo vội sông thân thể đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, một giây sau, liền xuất hiện tại Kurapika phía bên phải. Làm Kurapika huy động cánh tay, làm ra phòng ngự chuẩn bị đồng thời, Crolo lại sử dụng năng lực, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mục tiêu chân chính là Kurapika bên trái. Bởi vì, Kurapika cánh tay trái thụ thương, lực phòng ngự cũng sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu. Soạt! Kurapika lại đã sớm chuẩn bị, khu sử xiền xích, vây quanh quanh người xoay quanh, gãy ra một đạo luồng khí xoáy, tính tạm thời bức lui Crolo. Sau đó, Kurapika làm ra muốn dùng chữa trị dây truyền trị liệu cánh tay trái động tác, đã thấy Crolo lại nhích lại gần. Một người thủ, một người công đôi bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Cứ như vậy rằng có 3 phút có thừa, Kurapika không có cơ hội trị liệu cánh tay trái, mà Krolo cũng không tiếp tục đắc thủ. Hai lần. Kurapika một bên duy trì thủ thế, một bên ở trong lòng mặt niệm lấy một con số. Lui tới rằng co bên trong, cánh tay trái không cách nào trị liệu, chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu, mà Krolo có hai lần in lên quả táo đồ án cơ hội, nhưng hắn từ bỏ. Tại sao phải từ bỏ? Kurapika nghĩ đến Krolo tại lần thứ nhất ném phi đao trước đó, từng nhắm mắt lại, đồng thời dừng lại hai giây trái phải thời gian. Nếu như kia là năng lực chế ước, như vậy, tại Crollo thành công ấn xuống quả táo đồ án đồng thời ném lần thứ hai phi đao trước, liền có đầy đủ thời gian đến trị liệu cánh tay trái thương thế. Bởi vậy, Crollo mới có thể từ bỏ hai lần có thể ấn xuống quả táo cơ hội, bởi vì hai lần đó cơ hội cũng không thể hình thành vết thương trí mạng. Chỉ là bởi vì điểm này liền từ bỏ, sức thuyết phục độ vẫn có không đủ. Nếu như ta là Crollo, hoàn toàn không cần thiết từ bỏ ấn xuống đồ án cơ hội coi như ấn xuống bộ vị cũng không trí mạng, chỉ cần không khởi động năng lực, liền có thể tại du đấu quá trình bên trong không ngừng ấn xuống quả táo đồ án. Đợi đến quả táo đồ án tích lũy phải đủ nhiều lúc, lại một lần nữa tính phóng thích phi đao, hình thành tuyệt sát hiệu quả. Nhưng là Crolo cũng không có làm như vậy, mà lại coi như không ấn quả táo đồ án, cũng có thể tìm cơ hội công kích, nhưng Crolo thật giống như quyết tâm đồng dạng, chỉ muốn ấn xuống quả táo đồ án. Muốn đi suy xét Crolo làm như thế động cơ, đồng thời đem tự thân trị liệu năng lực suy xét đi vào cuối cùng có thể được ra kết luận là chế ước. Một, nhắm mắt lại dừng lại hai giây trái phải. Hai, một lần tính chỉ có thể phát xạ một thanh phi đao. Ba, quả táo đồ án nhiều nhất chỉ có thể thiết trí một tấm. Bốn, tần số không khoảng cách đụng vào khả năng thiết trí quả táo đồ án. Năm, thiết trí quả táo đồ án lúc, không thể làm trận tạo thành tổn thương, bởi vậy mới có thể không nhìn mục tiêu trên người niệm lực phòng ngự từ đó lưu lại đồ án. Không thể xác định suy đoán mỗi một hạn chế ước đều là chính xác, nhưng loại kia không nhìn phòng ngự trực tiếp tạo thành tổn thương năng lực hiệu quả, là cần nhiều hạng hà khắc chế ước đến chèo chống. Không có ba loại trở lên chế ước, liền sẽ không có loại kia đáng sợ năng lực hiệu quả. Bởi vậy, tại năm cái chế ước tưởng tượng bên trong, chọn lựa ra một cái, thậm chí hai cái có thể phù hợp Crollo từ bỏ xuống tay động cơ tuyển hạng. Đó chính là hai cùng ba. Như vậy, vì bài trừ loại năng lực này uy hiếp bờ, ở sau đó quần nhau bên trong, không cần tránh né, mà là chủ động tiến tới, để Crollo ấn xuống quả táo đồ án có chút dự định về sau, Kurapika động tác rõ ràng nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Mấy hiệp trong lúc giao thủ, Kurapika bắt được một cái cơ hội, dùng xiền xích cuốn lấy thụ thương mà không biện pháp phát lực cánh tay trái, sau đó khu sử bàn tay trái, chủ động đưa đi lên cửa, để Krolo chạm đến. Một tấm như máu đỏ tươi quả táo đồ án, cứ như vậy khắc ở Kurapika bàn tay trái. Krolo ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lại là đột nhiên lùi lại phía sau, chủ động kéo ra đến khoảng cách an toàn. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Kurapika, hỏi, ngươi có cân nhắc qua cược sai nguy hiểm sao kurapika lạnh lùng nói ngươi đã công bố điểm số cho nên ta sẽ không cược sai có đúng không krulo không thể phủ nhận chân thành nói rất không tệ tự tin vừa mới nói xong hắn nâng lên tay trái niệm lực phun trào ở giữa cụ hiện hóa ra một thanh phi đao nhắm mắt lại thở dài đây là một hạng dùng rất phiền phức năng lực nhưng là rất thú vị chỉ cần tại mục tiêu trên thân lưu lại quả táo đồ án dù cho cách xa nhau mấy trăm mấy ngàn cây số giống như vậy tùy ý ném đi phi đao cũng có thể vượt qua cái này đoạn khoảng cách, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, tinh chuẩn trúng đích quả táo đồ án. Kurolo nói, buông tay ra chưởng, mặc cho phi đao rủ xuống tới mặt đất. Nhưng mà, kia phi đao lại vi phạm trọng lực nguyên lý, mạnh mẽ ngoặt ra một cái L quỷ tích, lại tự chủ sinh ra thế năng, hướng về Kurapika bàn tay trái bay đi. Kurapika thần sắc tỉnh táo, làm Kurolo nhắm mắt lại đồng thời, hắn liền đã dùng chữa trị dây truyền trị liệu cánh tay trái xuyên qua tổn thương, ngay sau đó, phi đao xuyên qua bàn tay trái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chữa trị dây chuyền rất nhanh trèo lên bàn tay trái, trị liệu thứ hai chỗ xuyên qua tổn thương. Crollo không có ngăn cản Kurapika, ngược lại lật lên sách vở, chọn lựa tiếp theo hạng năng lực. Che mắt phi đao khuyết điểm đã bị Kurapika phát hiện, tăng thêm Kurapika trị liệu năng lực quá mạnh, cho nên không có tiếp tục sử dụng lý do. Loại năng lực này nhất hà khắc chế ước, ở chỗ chuẩn bị quá trình bên trong, không thể phá hư người biểu diễn cùng trợ thủ quan hệ trong đó, từ bắt đầu đến kết thúc diễn xuất, đều giống như kế hoạch xong kịch bản. Cho nên, Crolo tại sử dụng loại năng lực này lúc, chỉ có thể dùng phi đao bắn quả táo phương thức tổn thương đến Kurapika. Nói cách khác, làm Kurapika chủ động để bàn tay trái in lên quả táo đồ án thời điểm, loại năng lực này tính sát thương liền bị áp chế đến mức thấp nhất độ. Nếu như Kurapika đầy đủ hiểu rõ loại năng lực này chế ước, tại tay trái chuẩn bị in lên quả táo đồ án thời điểm, ngay lập tức suy xét liền sẽ không là trị liệu, mà là đối Crolo khởi xướng tấn công mạnh. Bởi vì, Crolo tại hoàn thành phi đao diễn xuất trước đó, là không thể thương tổn đến hắn. Dưới tình huống đó, hắn có thể không có chút nào nỗi lo về sau xử lý Krolo. Vì lẫn tránh cái này tiềm ẩn nguy hiểm, Krolo mới không có ngăn cản Kurapika trị liệu hành vi, ngược lại khăng khăng hoàn thành phi đao diễn xuất, về sau quả quyết triệt tiêu năng lực. Trên thực tế, tại lần thứ nhất phi đao diễn xuất sau khi thành công, nên triệt tiêu năng lực. Nhưng như vậy, cũng sẽ sinh ra khoảng trống, để Kurapika chữa trị cánh tay trái. Xét đến cùng, hay là bởi vì khi trị liệu năng lực quá cao hiệu. Chương 700, Tướng quân. Trình độ nào đó mà nói, Corolo tại sử dụng cướp đến các loại khắc hệ niệm năng lực lúc cũng vô hạn tiếp cận với toàn hệ. Bởi vì, hắn có thể thành thạo dùng tốt các hạng năng lực. Chỉ có điều, tại sử dụng hệ khác đường năng lực lúc, hắn chỗ tiêu hao khí cao tại bình thường trình độ, lại giống hệ cường hóa loại này đi thẳng về thẳng năng lực, hiệu quả cũng không sáng tỏ. Chính vì vậy, Corolo tương đối cảm thấy hứng thú niệm năng lực, bình thường đều là một ít quy tắc chế ước hình năng lực, cùng cụ hiện vật phẩm hệ cụ hiện hóa năng lực. Kurapika tại sử dụng tuyệt đối thời gian thời điểm, mặc kệ sử dụng loại nào năng lực, khí tiêu hao đều là đều đều bình thường. Cho nên, luận đánh lâu dài, chỉ cần Kurapika không thèm để ý tuổi thọ, tuyệt đối hao tổn qua được Krolo. Cái này muốn nhìn. Đôi bên lựa chọn ra sao? Nhiều lần truyền đấu, Krolo bên ngoài chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là cũng không có đối Kurapika tạo thành tính thực chất tổn thương. Nếu nói nếu như mà có, chính là để Kurapika lưu một chút máu đôi bên đại khái đều thăm dò rõ ràng lẫn nhau nội tình muốn đều tự tìm đến một kích liền có thể kết thúc chiến đấu phương pháp là rất chật vật sự tình kurapika cũng không rõ ràng krolo trong sách có bao nhiêu hạng năng lực duy nhất có thể để xác định chính là phiếu tên sách lưu lại ở năng lực là hệ phóng xạ thuấn di cận thân kurapika lặng yên liếc qua trên mặt đất một vũng máu sắc tại thương thế chữa trị xong thay đổi thủ thế chủ động tiến công hắn chính diện hướng phía Crolo mà đi loại kia thuấn di hệ phóng xạ bình thường cần tiêu hao không ít niệm lực cho nên coi như công kích thất bại, hắn cũng sẽ không để ý. Soạt. Xiên xích ứng thanh mà ra. Crollo bình tĩnh nhìn xem bay tập mà đến xiên xích, không có sử dụng thuấn di năng lực, mà là chân đạp toái bộ, tránh đi xiên xích. Dù sao không phải đạn hoặc là mũi tên, xiên xích bay tán loạn tốc độ cũng không nhanh. Crollo một bên tránh né lấy xiên xích, một bên tự hỏi cái kia hạng năng lực có thể đánh nhịp kết thúc chiến đấu. Dường như trừ che mắt phi đao có một kích mất mạng đặc tính, còn lại năng lực hiệu quả đều tạm được chủ yếu là đối phương trị liệu năng lực mạnh, lại có được ít nhất một loại tất sát thủ đoạn. Có hơi phiền toái. Crolo đột nhiên rút ra phiếu tên sách, phóng tới trong sách nào đó một tờ, về sau triệt tiêu sách vở. Kurapika chú ý tới, cái này nói rõ, Rolo tại loại này tình trạng dưới, chỉ có thể sử dụng một loại năng lực. Không có như vậy lùi bước, mà là không ngừng thao túng xiền xích công kích Rolo. Hắn phát hiện, bằng vào phổ thông tiến công thủ đoạn, muốn dùng xiền xích trói lại hoặc là đánh trúng Rolo, là một kiện chuyện rất khó, Crolo lại một lần nữa né tránh xiên xích, hai tay bao phủ tại một đoàn niệm lực bên trong, sau một lát, trong tay trái xuất hiện một cái tiểu xảo đầu gỗ bé con, trên tay phải thì là một cây đinh dài. Nhìn thấy crolo trong tay sự vật, Kurapika mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Khi tự hồ là cùng loại búp bê nguyền rũ cụ hiện hóa vật phẩm. Carolo cụ hiện hóa ra vật phẩm về sau, vượt qua đột kích xiên xích, trực tiếp hướng phía Kurapika mà đi. Kurapika thấy thế, giả bộ ra không hiểu rõ năng lực, sau đó tính tạm thời tránh lui biện pháp, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, Kurapika lui lại cái hướng kia, chính là Bonolen tàn thi chỗ vị trí. Krolo đuổi theo lui lại Kurapika, hắn đã đại khái nắm giữ Kurapika xiền xích tốc độ cùng góc độ, cho nên coi như không có hệ phóng xạ thuấn di năng lực, cũng không cần lo lắng sẽ bị cuốn lấy. Hắn chỗ cụ hiện hóa ra đến vật phẩm, đồng dạng là quy tắc chế ước hình năng lực, mà loại năng lực này, chủ yếu là vì nhằm vào Kurapika chữa trị năng lực. Từ trận chiến đấu này đánh về sau, hắn nhưng là một mực chưa quên ngồi tại cao ốc cửa chính chỗ la vì dự phòng tiếp xuống có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, hắn thực sự không muốn cùng Kurapika đánh đánh lâu dài. Trong vô hình, La tồn tại vẫn là mang cho Krolo một chút áp lực. Chí ít, Krolo phải suy xét về sau muốn ứng phó La, cho nên hắn không thể giống Kurapika như thế, thỏa thích tiêu xài lấy tư bản. Kurapika nhìn Krolo như thế cấp tiến, suy đoán kia bé con hẳn là cận thân loại hình năng lực, trong lòng nắm chắc. Từng bước lui lại, cùng Bonolen thi thể lách người mà quá hạn, khi thu hồi xiền xích, đột nhiên cuốn lên thi thể, hướng mặt đất vũng máu quét qua. Còn chưa ngưng kết huyết dịch, tựa như là bị nhanh chóng chạy ô tô bánh xe ép qua đồng dạng, hắt vẫy hướng sông lại Crolo. Khi huyết dịch, tựa như là một đạo màu đỏ màng sân khấu. Crolo lựa chọn lùi lại phía sau kéo dài khoảng cách. Tại kia màu đỏ màng sân khấu còn chưa lúc rơi xuống đất, Bonolen thi thể xuyên qua máu tươi, đánh úp về phía Crolo. Mượn nhờ huyết dịch cùng thi thể, cấu thành sông trọng yểm hộ sao? Crolo một cái nghi người, tránh đi từ phía bên phải bay qua thi thể, mắt châu tử xe dịch về bên trái ánh mắt thật nhanh dừng lại tại Kurapika trên thân, chỉ gặp hắn từ bên trái mà đến, đồng thời thao túng cướp đoạt dây chuyền bắn nhanh mà tới. Kurolo thấy thế, hướng về sau nhẹ vọt, tránh đi đâm vào chân trước ống kim hình xiên xích. Ngay sau đó, Kurolo nhìn thấy Kurapika không có thu hồi ống kim hình xiên xích, mà là ngồi xổm xuống, sau đó chậm rãi vương tay nhẹ nhàng đè xuống đất. Ừm. Kurolo ngừng lại thân hình, đột ngột cảm giác được lòng bàn chân khác thường, vô ý thức tiếp tục lui lại một đầu phần đuôi buộc lên nhỏ thiết cầu xiềng xích phá vỡ đất xi măng, hướng lên nhảy lên thăng, là hạng thứ năm năng lực, cũng là đầu thứ năm xiềng xích. Crolo hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này từ lòng đất đột kích xiềng xích, tiếp tục hướng lui lại ra mấy bước. Loại năng lực này, Crolo khó tránh khỏi nghĩ đến La, lúc trước La liền từng dùng qua này chủng loại hình năng lực, cùng là từ mặt đất đột kích. Bị liên tiếp bước lui một khoảng cách, Crollo bình tĩnh như nước gương mặt, chợt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Bên eo đột nhiên truyền đến xiềng xích xúc cảm, trong khoảnh khắc giống như rắn quấn lên bên eo. Lúc nào? Crollo cúi đầu xem xét, một đầu xiềng xích từ trong suốt, đến hơi mờ, lại đến thực thể phương thức xuất hiện tại trên lưng. Là vừa mới mặc qua huyết dịch mà đến thi thể sao? Trước dùng ẩn tiêu trừ xiềng xích hình thể, sau đó treo ở trên thi thể quăng bay đi tới, làm thi thể sau khi hạ xuống, kia xiềng xích liền thành một đạo ẩn hình địa lôi cạm bẫy. Cho nên, khi đó Kurapika mới không có thu hồi từ bên trái tiếng công cướp đoạt dây chuyền, lại tại đồng thời sử dụng đầu thứ ba xiềng xích thời điểm, động tác 10 phần nhu hòa chậm chạp. Đây đều là vì để tránh cho động tác quá lớn, dẫn đến trói buộc dây truyền dịch ra định tốt vị trí. Khi nắm ở trong tay đầu gỗ bé con cùng đinh dài hóa thành một đoàn niệm lực tan biến không gặp. Khí, bị phong bế. Crolo lông mày nhíu lại, thế mà bị tướng quân. Hắn, không chỉ có thế đồng thời sử dụng hai đầu xiên xích, mà lại đầu thứ năm xiên xích thế mà nhịn đến bây giờ mới dùng. Tại chói chặt lại Crolo một khắc này, ba đầu xiên xích, giống như là vạch ra một đạo hình tam giác đồ án, đem Crolo giam ở trong đó. Kurapika mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Bị trói ở nhện, liền không khả năng chạy trốn nữa. Nhìn thấy Kurapika thành công bắt được Krolo, Pakundo sắc mặt kịch biến, đang nghỉ cứu viện lúc, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng bị. Mảnh hổ ánh mắt cho tiếp cận.